Hãy quái đáng thật chứ. Mấy cơ con chiều thầy ạ. À, nhưng mà thầy tại sao có hai đứa tên là Ho hai anh?
Quậy đã ăn sao chưa đây nhỉ? Hacker à. Ui quậy What đã. the hell? Quậy đã. Đúng rồi mà. Bạn ơi. Hả? Trời mày hả? Đi về nhé. Đi về. Đi về. Ừ. Trốn 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 quái sao chưa được này thầy sẵn tiện thầy chưa vô chơi game mới chi đấy Video ấy bạn ơi. Tắt mic đi bạn ơi. Mình làm bài xong cô trả lại cho đấy. À, thầy Thành xin chào các bạn. À, xin chào cô Huấn, chào bạn Gia Hân, có bạn Hải Anh, Tuấn Hải, bạn Minh Đăng à, Tuấn Hải là bạn biết của trông không ai quen quá. Rồi hôm nay thầy trò mình chờ một vài phút đợi các bạn vào xong thầy trò mình sẽ bắt đầu nhé. Cái chương trình học của lớp mình học về lập trình đầu tiên thì các bạn comment cho thầy giúp thầy họ và tên comment giúp thầy họ và tên nhé và cửa sổ chat nhé và ghi lớp lớp mấy nữa để cho thầy biết đã được các bạn đang ở lớp mấy. Các bạn comment ở cửa sổ chat nhé. Thầy xin chào Gia Hân. Thầy chúc mừng Gia Hân đó. Bạn đang thi đỗ chuyên. Một con dưới tăng đi đấy. À, tranh thủ lúc đầu thầy đang tạo tài khoản trên server để các bạn có thể nộp bài cũng là lúc mà để chờ các bạn khác vào.
Ở trong nhóm lớp mình có cái nhóm Zalo, các bạn nào các em có thể thường xuyên đăng nhập trên Zalo trên PC nhé, để thầy cho Con mình biết ạ. chủ yếu làm việc trên PC đi em. Thầy gửi thông tin các em qua Zalo hướng dẫn thuật toán này và các cái cột mốc chương trình. Đấy, thầy tại sao trong máy thầy đằng sau không có file Python nào? À, cái này đằng sau nó là cái server của thầy, cái server để thu bài, thu bài. Thầy thầy cái file đằng sau thầy mà .php có phải là file Pascal không thầy? Không, nó là PHP chứ, nó là ngôn ngữ lập trình PHP luôn. Vâng ạ. Ngôn ngữ lập trình quên rồi. Rồi như vậy người ta, ủa sao ta có bảy bạn có đăng lên nhỉ? Đăng là Trần Nguyễn Minh Đăng rồi. Khởi chữ A. Rồi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quốc và ra em cô vấn này. Ra hình dạy hình như. Ra hình không biết tài khoản còn nữa nhỉ. À, anh rồi. Hải anh rồi. Tuấn Hải. Minh Đăng rồi. Mạnh Dũng rồi. Ok. Một bên là user và một bên là mật khẩu các bạn nhé. Mật khẩu mình là chữ A, thì gửi lại, thầy cũng gửi lại luôn ở trong nhóm Zalo. Okay. Bây giờ ta sẽ bắt đầu làm quen một chút. Thì đầu tiên thì trên cái hệ thống trên màn hình các bạn bây giờ vâng, ấn gửi. Bây giờ thì các bạn cùng quan sát như sau. Trên màn hình đó là giao diện của cái trang web hay chấm bài. Dũng, Hải và các bạn cùng quan sát nhé. Đầu tiên các bạn có ví dụ như tài khoản của Dũng là Vũ Mạnh Dũng chữ in hoa liền nhau không có giống cách. Mật khẩu đó là chữ A thường, à quên, A chữ in hoa nhé. Các bạn ấn nút nhớ mật khẩu để đăng nhập vào. Sau khi các bạn đăng nhập vào. Sau khi các bạn đăng nhập vào thì đây là giao diện nộp bài. Để chấm một bài nào đó thì ta ấn nút chấm bài. Đấy. Và ta paste code bài làm vào chỗ này. Đấy. Và ta đặt tên bài, ví dụ như bài một lúa chẳng hạn. Và ta paste code bài làm đây và ấn nút submit. Thì khi đó chấm bài thì bài nó sẽ được chấm. Đây là ví dụ như thầy muốn chấm bài 38 này chẳng hạn. Thì trong trên này nó có tên file bài 38 thầy đặt ở đây rồi thầy ấn submit chấm bài. Thì hệ thống nó báo bạn đã nộp bài thành công, ấn nút ok. Ta chờ một lúc thì hệ thống bài nó sẽ chấm hiện thông báo điểm ở đây nhé.
và ta chờ một chút là điểm sẽ thông báo chỗ này. Đấy. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu với cái nội dung cái buổi học đầu tiên. Ở cái phần đầu tiên thì chúng ta sẽ quay trở lại phần lập trình cơ bản cho ngôn ngữ lập trình C cộng cộng. Hiện nay thì ta có rất nhiều các cái ngôn ngữ lập trình. Tuy nhiên thì để lập trình mà có thể đi xa được trong các kỳ thi, bao gồm kỳ thi tin học trẻ, kỳ thi học sinh giỏi, kỳ thi vào chuyên, là thì ta nên chọn cái ngôn ngữ lập trình C cộng cộng. Các bạn ở trong đã thi vào rồi, học sinh giỏi khối trung học phổ thông thì ta dùng C cộng cộng nó sẽ có cái lợi thế hơn hẳn các cái ngôn ngữ lập trình khác. Vì thế thì thầy cùng các bạn sẽ xoay quanh ngôn ngữ lập trình C cộng cộng để giải quyết các cái bài toán từ cơ bản của nâng cao. Bây giờ các bạn đã đăng nhập được vào hệ thống chưa? Thầy gửi lại cái đường link ở trong rồi ạ. Rồi, thầy cảm ơn. Đó là cái trang nộp bài, tí nữa ta sẽ có bài nộp luôn. Đầu tiên thì chúng ta sẽ quay trở lại với cái nội dung các cái bài tập cơ bản. Ở cái phần này thì có Gia Hân cũng đã được học vào xong phần lập trình cơ bản. Tuy nhiên đây là cũng là thời gian tốt để bạn luyện lại, có thời gian nhiều hơn để làm được. Chờ thầy tí để cho. Ở trong cái phần này thì thầy cho mình học khá nhanh cái chủ đề về lập trình cơ bản. Trong phần lập trình này thì các em cần có cài đặt thêm một số các cái phần mềm. Thì phần mềm của chúng ta đang sử dụng và đang phổ biến hiện nay là phần mềm CodeBlock. Có lẽ thầy gửi luôn. Một cái phiên bản CodeBlock để các em có thể cài đặt trên máy tính của mình, hoặc các em sử dụng một số các cái trình soạn thảo khác. Thấy là cái CodeBlock của con nó không build được. Không build được thì bạn sẽ tải cái bản CodeBlock thầy đang gửi qua nhóm Zalo nhé, chờ một lúc nó mới lên được. Rồi thầy giới thiệu lại một chút, thầy tên là Đặng Tuấn Thành. Thầy hay chia sẻ các cái video bài giảng online trên cái kênh YouTube Đặng Tuấn Thành. Do đó toàn bộ bài giảng của chương trình học của ta thầy đã up lên trên kênh YouTube rồi. Do đó các bạn có thể học trước cái nội dung nhé, học trước nội dung các buổi học ở trên đấy. Trên kênh YouTube thầy đã up sẵn đây để phục vụ các bạn để học tập. Bên cái chủ đề của chúng ta ban đầu thì chúng ta sẽ có 5 phần nội dung cơ bản. Đó là cấu trúc tuần tự, cấu trúc dãy nhánh, cấu trúc lặp, kiểu mạng, kiểu sâu. Toàn bộ cái video bài giảng của cả 5 phần này thầy đã up trên kênh YouTube Đặng Tuấn Thành. Nên bạn nào mà chưa đăng ký kênh của thầy thì đăng ký kênh giúp thầy nhé. Hầu hết các bạn đăng ký kênh YouTube của thầy là các bạn học sinh. Thì trên này thầy cũng chia sẻ rất nhiều các cái video bài giảng. Ở đây thì các em tranh thủ vừa học online các buổi thầy dạy và các em vừa xem video để lại có thêm kiến thức mới nhé. Nhớ đăng ký kênh giúp thầy. Bây giờ hiện tại có khoảng tầm hơn 1.300 người đăng ký. Tiếp đến thì chúng ta sẽ quay ra cái bài toán. Đầu tiên chúng ta bắt đầu thực hiện làm. Ở cái phần đầu tiên thì chúng ta quay trở lại với một bài tập khi trong lập trình thì chúng ta sẽ cần làm gì để giải quyết cái bài tập đấy. Nội dung của các buổi giảng thì thầy sẽ gửi qua cửa sổ chat Zalo. Các em có thể cài để thầy cho mình cùng làm quen trước, một lúc sau thì
Bạn chờ đợi một giây. Phải ở câu trước này. Của các bạn học viên đã bị mất này này. Các bạn đang xin cấp lại tài khoản. Hôm trước thầy người ký server cái vì sao cái nó ảo luôn. À, chúng ta với cái bài toán đầu tiên hôm nay thì chúng ta sẽ làm quen với ở cái buổi số 1. Chúng ta làm quen với ngôn ngữ lập trình. Thì ở đây thì ta sẽ xoay quanh cái bài toán đầu tiên để chúng ta làm quen với cấu trúc của một chương trình, để ta biết với cái bài toán như trên thì chúng ta cần phải làm gì. Rồi. À, bây giờ ta quay về với cái bài toán như trên thì đề bài người ta yêu cầu là bây giờ nhà thể thành thì có A thửa ruộng, với mỗi thửa ruộng thì ta thu được là B kg thóc. À, bây giờ thầy hỏi rằng là trong cái vụ mùa năm nay thì nhà thầy thu được bao nhiêu cân thóc. Đấy. Đấy. Vậy như vậy nhà thầy có 3 thửa ruộng, mỗi thửa ruộng thu được là 5 cân thóc thì tổng số thóc thu được nhà thầy là bao nhiêu? À, xin mời bạn Hải Anh comment giúp thầy nào, Tuấn Hải nào. Nếu nhà thầy có 5 thửa ruộng mà mỗi thửa ruộng thu được là 30 cân thóc, ví dụ như thế chẳng hạn. 5 miếng thì tổng số thầy thu được là bao nhiêu? À, ta sử dụng cửa sổ chat, cửa sổ sử dụng mic để trả lời câu hỏi nhé. Đấy, sản lượng thầy cho bằng 30. Thì hỏi kết quả bao nhiêu? Cái dữ liệu là ở trong cái in file input kia đúng không thầy? À, đây là dữ kiện của đề bài, ta thử lấy một ví dụ khác nhé. Đúng rồi, dữ liệu thì lấy từ file input này. À, nếu A bằng 5, B bằng 30 thì kết quả sẽ bằng 150 ạ. Hoàn toàn chính xác, bằng 150. Như vậy thì với cái bài toán như trên thì khi đọc đề ta phát hiện ra được rằng là bài toán cho cái gì và cần tìm cái gì. Vậy thì cái bài toán trên thì ta nhận thấy cái yêu cầu đầu tiên chúng ta cần phải xác định được bài toán. Xác định được bài toán tức là ta xác định xem đề cho cái gì. Rồi, cảm ơn Hải Anh. Chính xác. Đề bài cho cái gì? Thì ta nhận thấy rằng với bài này dữ liệu vào người ta cho A và B. Vậy thì ta sẽ nhập AB. Bài toán yêu cầu tính cái gì? Người ta yêu cầu là đưa ra khối lượng lúa mà ta thu được, như vậy đó chính là cái ta cần tính. Với cái giới hạn ở trong đề bài người ta đưa ra là AB 10 mũ 9 thì ta có cần phải kiểm tra hay không? Thì ta thấy rằng ta không cần phải kiểm tra mà ta chỉ biết rằng đây là sẽ chọn kiểu dữ liệu tương ứng. Đấy. Chọn kiểu dữ liệu thì tí nữa ta sẽ quay trở lại. Đấy. Như vậy thì với cái bài toán như trên các bạn sẽ tiếp cận bài toán thì ta có bước 1 ta sẽ nhập AB. Bước thứ 2 ta sẽ thực hiện tính tích của hai số đó, và bước thứ ba ta đưa S ra và ta kết thúc giải thuật. Như vậy thì với cái giải thuật như trên thì ta sẽ bắt đầu quay ra ta code chương trình. Phía bên trên các bạn đã cài đặt xong phần mềm CodeBlock chưa? Bạn nào cài đặt xong phần mềm CodeBlock thì bật cửa sổ chat comment cho thầy số 1 nhé, hoặc là các em dùng có sẵn nội dung rồi. Em ơi thầy, là em dùng cái khác được không thầy? Được.
Dạ thầy vị, dạ. Rồi, thầy đã quay trở lại và lợi hại hơn xưa. Rồi, Tuấn Hải hoàn toàn chính xác. Rồi, vừa rồi các bạn có hỏi là chúng ta các bạn chờ một chút nhé để thầy gửi thêm bài tập để cho các bạn làm tiến độ nhanh. Các em sẽ là ngồi làm bài, còn các bạn đang bắt để ta tránh tình trạng là các phải ngồi chờ nhau, nó sẽ hơi lâu. Các bạn nào làm hết bài tập nhắn báo thầy để thầy gửi thêm bài tập. Ta học lớp chung chương trình cũng hoàn toàn có thể học gửi bài tập riêng cho từng bạn. Có một chút công thức của lớp 9 nữa ta vẫn đưa vào để cho các bạn làm quen. Dạ rồi. Rồi quay trở lại với cái bài toán đầu tiên là ta làm quen với ngôn ngữ lập trình C cộng cộng. Thì như khi nãy các bạn cũng đã vừa phân tích thì thầy cho mình bây giờ thầy hướng dẫn cách tạo lại project cho các bạn chưa, với các bạn hãy comment trên cửa sổ chat cho các bạn thầy biết là các em đã có ứng dụng để viết thành chương trình chưa? Bạn nào đã có ứng dụng để lập trình C cộng cộng comment cho thầy số 1 nhé. Bạn nào chưa có comment số 0 thầy biết. Rồi, này anh Dũng rồi. Rồi Gia Hân đã có rồi. Gia Hân ơi, thầy đã gửi à, quên Gia Hân đã làm ở trong nhóm này chưa nhỉ? Là dần trong nhóm này em lấy các bài tập và làm dần nhé. Rồi ok. Rồi Hải Anh.
À, thầy đang gửi cái phần mềm code block để cài đặt trên máy tính của mình. Minh Đăng đã để thầy gửi lại được link nhóm Zalo của lớp nhé. Để các bạn nào mà chưa vào nhóm Zalo thì các bạn mượn Zalo của phụ huynh để sử dụng Zalo PC để thầy gửi đề bài ở trong đấy, hướng dẫn thuật toán ở đấy. Vậy thì đầu tiên quay trở lại với bài toán như trên, thì trong phần trình bày của các em, nếu mà trình bày ở trên vở thì với đề bài như thế này thì các bạn cần phải trình bày được, phải xác định được đề bài cho cái gì, đó là ta phải xác định được thuật toán, xác định được bài toán. Thứ hai, để xác định được bài toán rồi thì bài toán này sẽ làm như thế nào, thì ta sẽ chia bài toán thành các bước để giải bài toán. Thuật toán được trình bày các bước thì người ta gọi nó là thuật toán dạng liệt kê. Ta sẽ làm gần dần thôi. Vậy thì với cái bài toán như trên thì ta sẽ xác định thuật toán như trên và thầy cho mình thầy gửi ở hai cửa sổ nhé, cửa sổ Zoom và trên cửa sổ chat Zoom phía bên trên thầy đã gửi cái file code block rồi. Bạn nào chưa có các em tải về máy của mình, hiện nay có Đăng và có Hải Hải Anh chưa, nick của hai bạn Đăng và bạn Hải Anh chưa báo là chưa có phần mềm code block, thì các em tải phần mềm code block về và cài đặt nó ra nhé. Thì đã thấy Dũng vào trong nhóm. Trong quá trình học lập trình thì ta sẽ khi mà các bạn mở nó ra, các bạn em cài đặt một cách bình thường nhé. Ừ rồi, ok. Trong lúc nó cài đặt thì ta sẽ các bạn quan sát như sau. Trên đây là giao diện code block trong mỗi phiên làm việc. Các em cần thực hiện tạo project mới cho từng bài. Để tạo project mới thì ta có nút Create a new project ở giữa màn hình đây. Ta nút Create a new project. Nó hiện lên cửa sổ thì các bạn chọn cái mục Console Application. Cái Console Application đây. Console Application. Sau đó ngôn ngữ lập trình mặc định là ngôn ngữ lập trình C cộng cộng. Bây giờ thì người ta không học ngôn ngữ lập trình C nữa mà người ta học thẳng sang C cộng cộng luôn. Vì project title là tiêu đề của bài. Vậy tiêu đề của bài lấy ở đâu ra? Ở trong mỗi bài thầy đã gửi các em thì nó có tên bài, chính là tên tệp dữ liệu vào, tên tệp dữ liệu ra. Vậy thì tiêu đề của bài thì các bạn lấy cái tên này nhé. Ví dụ như tên bài này là bài một lúa, các bạn này gọi chữ bài một lúa vào. Đấy. Có thể là chữ thường hoặc là chữ hoa. Rồi nút next. Đấy. Rồi nút finish. Do cái bài này trước đây thầy đã tạo rồi nên nó báo có. Rồi khi đó giả sử cửa sổ code block của mình bên tay trái này có chữ menu ở đây, thầy nút dấu cộng rồi nút int main. Phía bên các bạn có nhìn rõ màn hình của thầy không nhỉ? Vì màn hình thầy đang để độ phân giải nó hơi cao nên nhìn nó hơi bé. Tí nữa các bạn chụp màn hình phía bên kia các bạn đang ngồi để cho thầy biết xem màn hình của nó có bị bé hay không nhé. Tiếp đến thầy trò mình sẽ thực hiện công việc là viết chương trình. Tuấn Hải đã gửi cái gì mà sao nó loát hơi lâu nhỉ? À, Tuấn Hải đang gửi đề của bài kia. Bài kia là mình phải nhân AB đúng sau khi tính ở trong ngoặc kép được không thấy? Không được mà mình nhân trực tiếp, bỏ cái ngoặc kép đi, nhân trực tiếp với Vâng nhau. ạ. Rồi bây giờ chỗ Tuấn Hải cũng quan sát luôn nhé, để ta làm quen lại một lần thống nhất cách làm. Trên giao diện này thì ta có trên bên thẻ file Edit, View, Search, Project, Builder, Debug và các cái thẻ khác nữa. Trong các thẻ này thì ta hay phải sử dụng một số thẻ, ví dụ như thẻ View. Thẻ View này thì ta thường ví dụ như là bật tắt các thanh công cụ. Ví dụ như thầy tắt mất cái thanh bên tay trái này, thầy vào view chọn manager thì nó sẽ hiện lên cái cửa sổ bên tay trái này. Nếu thẻ project của thầy nó bị lạc sang chỗ khác thì ta ấn mũi tên để đẩy sang thẻ project nhé. Rồi đó là đấy, thầy đóng cái cửa sổ này thì thầy vào view chọn manager tương ứng với tổ hợp phím mình ship F2. Tiếp đến giả sử các cái thanh công cụ của thầy nó bị mất hết như này này, nó mất hết như thế này không có gì để chạy cả, thì thầy thầy lại vào view chọn thằng này, chọn thằng bên trên
thì nó lại hiện lên các cái thanh công cụ phổ biến. Rồi bên tay trái là chữ main. Main bình thường của mình nó bị đóng này, thì các bạn nháy đúp vào để mở nó ra. Đây là file thư mục bài làm. Các hàng thường được đánh chỉ số từ 1 cho đến hết. Khi trình bày chương trình, ta cố gắng trình bày chương trình thật đẹp. Rồi bây giờ ta bắt đầu cái công lệnh đầu tiên. Công lệnh số 1 là công lệnh khai báo thư viện. Để khai báo thư viện thì ta sử dụng thư viện bit. Ta thống nhất với nhau, ta chỉ sử dụng thư viện bit gạch chéo stdc cộng cộng chấm h. Thư viện này là thư viện tổng hợp chứa các thư viện khác, nên chỉ cần sử dụng thư viện này là đủ nhé. Tiếp đến ta bắt đầu vào chương trình. Quay trở lại với cái bài toán hôm nay. Đề bài người ta cho số nguyên A và B. Đề bài dữ liệu vào cho số nguyên dương A và B. Vì thế khi viết chương trình ta sẽ khai báo biến A, biến B. Đấy. Để khai báo một biến thì ta chọn kiểu dữ liệu INT, tức là số nguyên. Tên biến A, phẩy, biến B. Sau dấu phẩy thì cách nó ra cho nó đẹp. Rồi. Bây giờ người ta yêu cầu tính tổng sản lượng. Sản lượng mình không biết nên đặt tên biến là gì nhỉ? Biến S đi chẳng hạn. Thầy khai báo một biến S kiểu dữ liệu lớn hơn là kiểu long long chẳng hạn. Thì hai câu lệnh này gọi là câu lệnh khai báo biến. Kiểu dữ liệu tên biến thứ nhất, phẩy tên biến thứ hai, phẩy tên biến thứ ba. Rồi. INT main là bắt đầu vào chương trình chính. Nếu như câu lệnh khai báo biến có dấu chấm phẩy thể hiện rằng kết thúc câu lệnh khai báo biến thứ nhất, kết thúc câu lệnh khai báo biến thứ hai, thì ta bắt đầu vào chương trình chính INT main. Cái câu lệnh chương trình chính này thì ta bắt đầu làm việc với câu lệnh free open. Chỗ này Tuấn Hải cũng quan sát luôn. Câu lệnh free open là câu lệnh làm việc với tệp. Tệp này tên là gì? Tệp này ở trong đề bài của chúng ta tên là bài một lúa. Vậy thì ở đây thì các bạn đặt tên là bài một lúa chấm INP. Chữ INP lấy ở đâu ra? Bởi vì trong đề bài có chữ bài một lúa chấm INP, đây là dữ liệu vào. Rồi. Mở tệp này ra để làm gì? Để đọc. Để từ đọc trong tiếng Anh là từ read, nên viết tắt của nó là chữ R. Cái chữ standard là từ theo chuẩn đầu vào, nên là std in. Rồi xin mời Tuấn Hải có ý kiến gì, cứ mạnh dạn phát biểu. Thầy, cái bit gạch cái ở phần include là mình phải có cả hai cái tút c cộng cộng chấm h với cả bit sao thầy? Đây mình có thăng include này, mở ngoặc nhỏ này, bit này, gạch chéo stdc cộng cộng chấm h. Đây là đường dẫn đến thư viện này, nên là mình sẽ sử dụng cái thư viện là bit gạch chéo stdc cộng cộng chấm h nhé. Thực tế nó là thư viện này, nhưng mà nó nằm trong trong đường dẫn này, nên tên đầy đủ của nó là như trên. Rồi tiếp đến thì ta có câu lệnh thứ hai, ta có câu lệnh free open. Câu lệnh đầu bên trên là mở tệp dữ liệu để đọc. Thì bên kia các bạn có thể chia đôi màn hình, vừa code vừa là làm nhé. Châu Hân cứ làm và chủ động nộp bài lên server nhé. Rồi ta có câu lệnh, hai câu lệnh này để làm gì? Để mở tệp dữ liệu để đọc, mở tệp dữ liệu để viết. Đây thầy zoom lên để cho các bạn quan sát kỹ hơn. Đây là thao tác làm việc với tệp. Sau này với một số hệ thống chấm bài tự động mà nó không làm việc với tệp thì các bạn ẩn nó đi. Để ẩn đi các bạn bôi đen nó, ấn Ctrl Shift C là để ẩn, Ctrl Shift X là để hiện. Ctrl Shift C, Ctrl Shift X. Là để ẩn và hiện một đoạn. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ thực hiện yêu cầu của bài toán là chúng ta sẽ thực hiện đọc dữ liệu. Muốn đọc dữ liệu thì ta bám sát vào đề. Đề bài cho cái gì? Đề bài cho số nguyên A và B. Vậy thì ta phải đọc. Muốn đọc dữ liệu vào thì ta sử dụng ngôn ngữ lập trình C-in. C-in là nhập vào. A nhập vào thằng B. Khi code chương trình giữa toán tử và toán hạng cách ra cho nó đẹp. Dấu chấm phẩy lên trước. Câu lệnh này gọi là câu lệnh đọc dữ liệu. Sau khi đọc xong dữ liệu rồi thì ta tính. Khi nãy ta chứng minh được rằng
tổng khối lượng lúa thu được là bằng thằng A nhân B. Vừa rồi thầy có khai báo một cái biến S để lưu tổng sản lượng, do đó ta gắn S thì bằng A nhân B. Đưa toán tử và toán hạng, cách nó ra cho nó đẹp. Sau khi thực hiện xong, ta đã thu được S là giá trị, là S là tổng sản lượng. Vậy thì ta qua căn cứ vào đề bài, kết quả ghi ra tệp này tổng khối số lượng thu được. Vậy thì bây giờ mình cout thằng S ra. Nếu C là ngôn ngữ lập trình C, in là nhập vào, thì cout là viết kết quả ra. Thì ta cout thằng S ra, chấm phẩy. Các dòng trống thừa thì ta sẽ dừng lại. Như vậy tới đây ta đã thực hiện xong công việc soạn chương trình. Nếu trong quá trình soạn nó mà cứ lồi lồi lõm lõm những kiểu như thế này thì các bạn nháy chuột phải, chọn dòng thứ tư từ dưới lên, chọn format user style đấy, thì chương trình nó lại nhảy về đúng vị trí, nó đẹp lộng lẫy. Hãy viết chương trình thật đẹp, bởi vì sau này mình trở thành các lập trình viên chuyên nghiệp. Rồi bây giờ ta có thể nút chạy chương trình, ở nút Builder and Run để chạy chương trình. Cái nút Builder and Run là hình cái bánh răng và có nút Play ấy. Chương trình nó báo return 0 là chương trình không có lỗi. Bây giờ thầy xóa, ví dụ như thầy xóa dấu chấm phẩy ở dòng số 8, cuối dòng số 8. Rồi ấn xóa dấu chấm phẩy ở cuối dòng số 12, thầy thử ấn nút chạy chương trình nhé, Builder and Run. Khi đó con trỏ nó nhấp nháy tại dòng số 8 nhưng mà nó cửa sổ lỗi nó đang bị ẩn mất. Vậy thầy sẽ vào view chọn lock là cửa sổ lỗi nó sẽ báo lên. Nó báo lỗi rằng là ở dòng số 8 thiếu dấu chấm phẩy ở trước câu lệnh cin, đây là câu lệnh cin, trước câu lệnh cin tức là cuối dòng này. Đấy. Rồi lại ấn kiểm tra lỗi một lần nữa. Cửa sổ lock khi nào nó bị tắt các bạn cứ vào view bật nó lên. Ở dòng 11 nó báo lỗi, dòng 11 có dấu thiếu dấu chấm phẩy trước thằng return. Thằng return là thằng này, thiếu dấu chấm phẩy, vậy trước return là cuối dòng. Đấy, ta lại nút chạy chương trình. Rồi, sau khi thực hiện chương trình như trên xong, ta làm việc với tệp. Tới đây, các bạn hãy đã hiểu bài chưa? Các bạn nào hiểu bài, comment cho thầy số 1. Bạn nào chưa hiểu bài, comment cho thầy số 0. Cửa sổ chat nhé. Đăng thì sao? Mà thầy Sao? mình cái file input và output là mình phải tạo ở vào trong Windows rồi cho vào trong cái code block của thầy. À, thầy cảm ơn câu hỏi Tuấn Hải rất là hay. Đó chính là cái nội dung hướng kế tiếp mà thầy trò mình sẽ làm. Vừa rồi thì mình đăng thế nào ấy? Đã hiểu được đoạn bên trên chưa? Nếu có vấn đề gì chưa, đang hơi bỡ ngỡ bởi vì ta đang học ngôn ngữ lập trình mới mà, giống như là một cái ngôn ngữ mới. Ta có ngôn ngữ tiếng Việt này gọi là ngôn ngữ mẹ đẻ, ngôn ngữ tiếng Anh hoặc là ngôn ngữ khác gọi là ngoại ngữ, và ta có ngôn ngữ thứ ba đó là ngôn ngữ lập trình, nó là ngôn ngữ mới. Rồi bây giờ ta sẽ làm với tệp nhé, vì như Tuấn Hải vừa hỏi thì ta sẽ làm luôn. Ta để làm việc được với tệp, ta và có cái nút new đây, new file đây, hoặc là ta vào file chọn new, chọn empty file, hoặc là ấn vào nút new file. Khi ấn vào nút new file thì ta chọn empty file thì nó hiện ra cửa sổ bạn có muốn thêm file hay không. Tất nhiên có. Bạn muốn thêm file tên là gì? Tên file nó được đặt theo ở đây. Tên file nó lấy ở trong phần bảng dữ liệu vào bên tay trái đây, bài một lúa.inp. Đấy, thì các bạn có bài một lúa.inp. Ở trong mục save và add type, các bạn chọn thẻ ôn file. Chọn thẻ ôn file nhé. Bình thường nó là mặc định là nó là .c thì ta phải chuyển nó sang là thẻ ôn file. Vậy đây là bài một lúa.inp. Tới đây ta nút lưu bài. Khi lưu bài rồi thì cái bài một lúa nó sẽ hiện lên ở đây để cho ta nhập dữ liệu. Trong cái lần chạy thử đầu tiên ta chạy dữ liệu đề bài.
Ta có bộ số đề bài là 4, 2, 4, 5. Vậy thì ta nhảy sang cửa sổ. 4, 2, 4, 5. Ta nút lưu, ta lưu save everything để lưu mọi thứ lại. Rồi ấn nút chạy chương trình Builder and Run. Khi chạy chương trình xong, như vậy ta có OK. Thì ta sang, khi chạy chương trình xong là xong rồi. Thì bên tay trái này trong thẻ Azure của ta đang có file bài bột lúa, chính là file này. Nhưng nó chưa có file ta đang cần tìm là file kết quả. Để thêm file kết quả, ta nháy chuột phải vào bài nhé, chuột phải các em nhé. Nháy chuột phải vào bài một lúa, ấn nút add file, dòng thứ ba từ dưới lên. Ta có bài một lúa.out, ấn nút open, rồi OK. Khi đó bài một lúa.out nó đã được thêm vào trong thẻ Azure. Đấy, ta nháy đúp vào nó để mở ra. Nếu nháy đúp vào nó mà nó không mở ra, thì các bạn nháy chuột phải vào nó, chọn Open with, chọn cái dòng ở giữa. Đấy, Internal Editor, đấy, thì nó sẽ mở ra. Cỡ chữ bé quá, nó đang bé này, các bạn giữ phím Control và lăn chuột cho nó to lên, đỡ khỏi nó hỏng mắt. Các bạn thấy thầy dùng máy tính nhiều như thế mà mắt thầy vẫn sáng, bởi vì chỗ nào mà bé quá ta phóng cho nó to. Một số bạn cứ để cỡ chữ này xong ngồi vuốt râu. Sau đó ngồi vuốt một lúc sau mỏi mắt. Biết lý do tại sao ta không phóng to như thế này, nhìn cho nó thoải mái. Rồi tới đây thì ta Thầy ơi, cái sao file con nó không biết được, nó bảo là có error ở cái include bit cộng chấm hát ạ. rồi, bây giờ xin mời. Như vậy thì đã hướng dẫn các bạn code một đoạn chương trình và chạy thử chương trình với các bộ số khác nhau rồi đúng không? Thì một chút số 50 chẳng hạn. Để nó ra được 150 rồi. Thì bây giờ xin mời Tuấn Hải chia sẻ màn hình. Ở trên giữa màn hình có chữ New Share bằng tiếng Anh hoặc là có nút chia sẻ màn hình. Em chia sẻ màn hình qua Zoom luôn. Rồi bây giờ bên tay trái của mình cái thẻ Manager bên tay trái. Bên bên tay trái của mình không, bên 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 tay trái bên kia. Rồi em ấn mũi tên sang trái đi. Bên tay trái thẻ manager bên kia góc góc 9 giờ đấy, có mũi tên sang trái đấy, bên trên đấy. Đấy nữa, rồi em vào thẻ project, rồi em vào thẻ xuồng đấy. Em khoan nhá, vậy em copy toàn bộ code bài làm ở phần này, copy cái giao code em đang code đấy, Ctrl A Ctrl C, rồi em vào file main.cpp. Rồi em ghi đề nó đi. Rồi bây được rồi, tạm dừng lại một chút. Bên bên tay trái cái file cung file.cc thì chọn nhất đi. Bên tay trái cái file cung.c thì em nháy chuột phải chọn remove nó đi, cái bên trên đấy. Không, vẫn bên thẻ project. Em cứ cứ đóng luôn cả file này lại cũng được. Rồi bể đấy, file đấy em nháy, bê file đó em nháy chuột phải vào nó. À, các em clone nó bình thường đi, nháy chuột phải bên tay trái đấy, đấy 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 đấy, nháy chuột phải vào cái file cun file.c cái bên trên ấy. Chuột phải chọn remove nó đi, cái dòng thứ ba thứ tư. Rồi cái file in file out em cũng remove nó luôn. Rồi bây giờ quay mở lại code chương trình chính nào. Rồi bây giờ ấn F9 để kiểm tra lỗi. Ấn chạy chương trình. Rồi bây giờ em đang chạy chương trình, nó báo là cái đường dẫn này không có. Bây giờ em copy toàn bộ bài làm của mình. Copy lại phát nữa. Ctrl A, Ctrl C. Rồi bây giờ em vào file chọn Close Project. Bây giờ không, em vào bên bên trên thẻ file của mình ý. Thẻ file trên menu không, ở trên menu mà trên cùng mà đấy, vào thẻ file bên tay trái đấy có chữ file đấy, file là cái thẻ đầu tiên mà đấy, vào chữ file đi rồi chọn close project, đâu rồi, click lại vào chữ file đi em rồi.
Đấy. Cả lâu đi. Chẳng nhé. Bật điều hòa cho mát. Rồi bây giờ em create a new project lại. Rồi chọn console application. Ở nút go. Nút next. Rồi chỗ đây em gõ chữ bài một lúa. Nào gõ tên đúng tên bài theo yêu cầu. Bài một lúa. Rồi khoan, từ từ đường dẫn. Cái chỗ ba dấu ba chấm ở bên trên em ấn vào dấu ba chấm ấy. Bên tay phải. Đấy. Bây giờ em trỏ sang ổ D đi. Không không để ở trong ổ này, khi nào cài lại win mất hết bài. Đấy. Rồi em tạo ra một thư mục mới tên là New Folder đi. Có nút New Folder thì em tạo ra một cái thư mục mới. Rồi đặt tên không dấu tiếng Việt nhé. Không không có dấu tiếng Việt, không trừ ký hiệu đặc biệt. Rồi em ấn select folder đi. Rồi ấn nút select folder, đã ra thì đây tạo ra một cái thư mục bên này của anh. Rồi ok. Rồi ấn next. Rồi ấn nút finish. Rồi mở cái code đấy ra. Rồi paste code bài làm của mình vào. Rồi ấn nút chạy chương trình. Rồi như vậy chờ một chút. Rồi về dừng lại. Câu lệnh free open nó có một chữ e thôi. Cái dòng số 6. Sửa chữ cun đó là thành bài một lúa. Ta đang làm việc với tệp. Phía bên kia các bạn cũng sẽ thực hành làm bài luôn nhé. Bạn nào đang làm xong tí nữa thầy sẽ mời các em chia sẻ bài làm của mình. Rồi xin mời em chạy chương trình. Tuấn Hải nháy chuột phải chọn format lại code. Nháy chuột phải. Nháy chuột phải vào giữa màn hình. Đấy, chọn format dòng thứ tư ở đâu nhỉ? Dòng format đâu mất rồi. Em nháy chuột phải lại nào. Đấy đấy, format user ở style nhỉ. Cái dòng thứ năm từ dưới lên đấy. Rồi rồi chạy chương trình nào. Nút được khi chạy chương trình không phải nút đấy, nút bên cạnh á. Em stop đi, ấn nút stop màu đen để nút builder học cái nút hình bánh răng mà có hình cái đấy, nút builder ra. Mỗi lần các em sửa code thì phải ấn nút này chạy, chứ ta không ấn nút play kia để chạy nhá. Rồi bây giờ em làm việc, em thêm tệp bài một lúa chấm .inp nào. Để thêm bài tập mới, thêm bài khi nãy ta vào thẻ file ở bên trên. Rồi em vào file chọn new, chọn empty file. Rồi bây giờ nút chạy em nhập nhập bộ test để bài vào. À em tạo luôn file rồi. Ok, cái chọn như đây. Cái chọn nhiên. Rồi mở file kết quả ra. Ok. Trước khi chạy thì hãy chạy lại test đề bài nhé. Em hay lấy test đề bài em chạy xem test đề bài bộ dữ liệu là bao nhiêu. Phía bên kia các bạn chuẩn bị chia sẻ màn hình của mình nhé. Nào test đề bài trong tờ đề người ta có cho test đấy hay không? Mở cái tờ đề ra xem test là bao nhiêu. Không chạy test được.
bởi vì chạy các test đường mình cũng không kiểm soát được giá trị của nó đúng hay là sai. Trong tờ đề người ta cho bộ test là bao nhiêu? 4 và 245. Đấy, nhập vào. Rồi, nó đã ra kết quả đúng chưa? Rồi, Rồi ạ. ok, bây giờ em vào chia sẻ, em vào trên server để đăng lộ bài luôn, em copy lại toàn bộ code bài làm. Thường thì ta click chuột rồi tay trái ấn Ctrl A không Ctrl C để copy nhé, chứ ít khi mình kéo như thế. Khi code khoảng tầm 100 dòng thì mình không thể kéo như thế. Rồi, bây giờ xin mời em sang trình duyệt web ấy. Em chia sẻ màn hình trình duyệt web để vào server chấm bài. Trình duyệt web. À, tóm lại vào internet để chấm bài. À, thầy gửi lại rồi bên cô bài làm vào đấy rồi chỗ bài một đũa dừng lại bên trên chưa chưa được một bài của giải đăng nhập lại nào. Ủa? Sao thế nhỉ? Con nhập A mà. Chưa ai đâu anh nhé. Chờ thêm một tí để thầy kiểm tra xem cái file cơ sở dữ liệu có vấn đề gì không. Rồi em thử đăng nhập lại nào. Chữ ai thôi nhé. À, rồi. Rồi ấn nút chấm bài. Đúng vậy. Rồi bên cốt bài làm đấy. Rồi bên trên tên bài thì bên trên em ghi chữ bài một lúa. À. Ở chỗ chấm CPP đấy, bài một lúa. Rồi ấn nút submit chấm bài. Tại Rồi bây giờ sau khi chấm bài chờ một chút máy của thầy nó mới bắt đầu chấm. Để xem hệ thống chấm bên này nó đã chạy chưa. Tại sao cái màn hình con nó cứ bị ao vậy thầy? Hả? À thôi thầy ơi, nó vẫn còn screen À, không đây nó đang chia sẻ xem cái server nó chấm ra kết quả chưa. Chờ thêm một tí nhé. Máy tính của con đã bị hoàn toàn đổi ạ. Đấy. Máy tính của con bây giờ nó lại bị màu, ở dưới nó bị màu chuyển sang màu xanh nước biển, mà lúc nào nó cũng thế, nó không còn trong suốt như bình thường. Nếu cần thiết thì thoát ra vào lại thôi, màu xanh cho nó mát, trời thì đang nóng. Rồi Nhưng mà con vừa ăn kem ạ. giúp chuẩn bị chia sẻ màn hình nhé. Trên server thì hiện tại các bạn ấn vào nút bài nộp để biết được xem bạn nào đang nộp bài rồi. Ví dụ như vừa rồi vừa thấy Dũng nộp bài nhưng mà Dũng quên chưa đặt tên file. Cái chỗ bên trên ấy, bên trên mình gõ chữ bài một lúa mà chỗ chấm CPP Dũng nhé. Em nộp lại bài đi. Đây là lần đầu tiên học C cộng cộng ấy nhỉ? Vì trước trước đấy em học Python với cả là một ít Pascal để thi học sinh giỏi, là em cũng không biết nhiều C cộng cộng lắm. Ừ, yên tâm, học với thầy cứ làm cách từ đầu mà nhé. Rồi bây giờ xin mời bây giờ ta có thể ấn vào nút bảng danh để xem được kết quả nhé. Bảng danh hôm nay cũng có một số anh đội tuyển đang làm bài trên đấy. Dung ơi, mạnh dạn chia sẻ màn hình đi, không thì ngại. Vừa thấy ba đã chỉ ra hơn chia sẻ màn hình.
À quên, là nộp bài. Đấy, để trên hệ thống này các bạn đã nhận thấy là có những bạn nộp bài rất chăm chỉ. Nên thầy hy vọng học cùng với thầy các em cũng phát huy ra được chăm chỉ nộp bài, làm bài. Đấy. Rồi, của Hân đang nộp nó báo gì đây? Lỗi biên dịch. Tí nữa Hân từ từ nhé, để thầy... Rồi, các bạn nào nộp lại bài thì các em nộp lại bài giúp thầy nhé. À, xin mời Tuấn Hải nộp lại bài. Rồi xin mời Dũng vâng chia sẻ lại màn hình nha. Hả? Là phải có gì vậy? Dũng đã nhìn thấy chỗ chia sẻ chứ, có chữ new share đấy, hoặc là nút con nộp lại bài rồi ạ. Cứ nộp lên chờ một lúc là cái hệ thống ra Hân cũng chấm lại nhé, nộp lại nhé. Khi nãy thầy bật cái server kia nó thu bài lên cho.
Thấy thầy. Thầy ơi. Rồi bây giờ xin mời Dũng em copy toàn bộ văn bản nào. Từ nhé, để thầy. Rồi em copy đi, sau đó em vào file chọn close project hay hoặc là close all file đi. Vào file chọn close all file. Close all file cái dòng ở dưới. Dưới nữa rồi đúng rồi chọn nhiên rồi em create a new project ở giữa rồi chọn console application console là cái đấy đúng rồi ấn nút go rồi ấn nút đấy rồi chỗ này em đặt tên là bài một lúa rồi ở chỗ dấu ba chấm em trỏ sang ổ d. Chỗ Hải Anh thì dưới cũng quan sát luôn nhé. Để tí nữa đến lần. Rồi em tạo ra một thư mục mới. Là tên là lập trình chẳng hạn. Dạ. À, có không dấu, không có dấu cách nhé. Tuấn Hải có hỏi thì bỏ dấu ngoặc kép đi là được Tuấn Hải nhé. Rồi ấn Enter đi Dũng. Nhưng mà AB không phải biến số đâu ạ. À nó là sâu rồi. À. Chữ ạ. Chữ cái rồi ấn Enter. Rồi vào trong thư mục đấy. Rồi như vậy mọi bài tập sau này nó sẽ lưu mặc định vào đây. Nhé. Rồi next luôn. Rồi, bây giờ bên tay trái của mình có trong một thẻ xuồng ấy, em ấn vào dấu cộng để mở cái code đấy ra. Rồi, bây giờ paste code bài làm của mình đè lên đoạn này. Rồi, bây giờ em ấn nút chạy chương trình. Ấn nút Builder and Run ở bên trên hoặc là ấn phím F9. Đó, ấn vào nút Builder and Run đấy. Ấn vào nút bên trên nhé. Nút Builder em ra là cái nút hình bánh xe màu ấy. Rồi, chờ tí. Nó báo gì ấy nhỉ? Nút bên cạnh, đấy, nút đấy, đúng rồi. Chờ nó một tí. Nó biên dịch thì chương trình của mình lỗi ở đâu thì nó sẽ nhấp nháy ở đấy. Rồi, bây giờ con trỏ nó đang nhấp nháy ở dòng này. Nó báo rằng cái câu lệnh free open này nó đang bị lỗi. Vậy thì em sẽ căn cứ vào cái đoạn code khi nãy thầy trò mình làm. Thì cái chữ free open bài một lúa chấm ao. À như vậy là nó thừa dấu đóng ngoặc ở giữa. Cái dấu đóng ngoặc ở giữa bỏ đi. Rồi lại chạy tiếp xem sao. Mỗi lần chạy này là mỗi lần kiểm thử. Các bạn làm chuyển sang bài kế tiếp. Tuấn Hải làm bài sang bài kế tiếp đi nhé. Bài đề bài thầy đã gửi ở trong nhóm Zalo rồi. Khi mà nó chạy ra cái cửa sổ màn hình đen thì em đóng cửa sổ đó lại nhé. Chạy ra cửa sổ màn hình đen tức là chương trình của mình đã đúng hoàn toàn về mặt cú pháp. Nó không bị lỗi nữa. Bây giờ phải điều chỉnh để cho nó phù hợp với kết quả của bài toán. Bây giờ vừa Dũng nó ra được bài màn hình đen rồi đúng không? Rồi bây giờ xin mời em hãy tạo
tệp file input. Để tạo tệp file input, em vào bên trên, vào thẻ file ở bên trên cùng ấy, ở trên menu ấy. Đấy, ta vào file, chọn new, chọn empty file. Đúng rồi. Rồi, đó, chỗ này em ghi là bài một lúa. Bài một lúa chứ, sao lại tên file như thế? File đó có phải file đề bài của mình không? Mình đang làm bài một lúa chấm .inp. INP nhé, chữ P chứ không phải là chữ T. Rồi, phía dưới ta chọn thẻ old file. Đúng rồi. Đấy, ấn nút save để lưu nó lại. Rồi bây giờ em nhập bộ số của test đề bài vào trong thẻ đấy. Rồi ấn nút chạy chương trình. Nó hiện ra cửa sổ thì đóng nó lại nhé. Rồi bây giờ em vào thẻ AZ, thẻ AZ phía dưới xem đã có file out chưa. Nếu chưa có thì thêm file out vào bằng cách add file vào. Nhấn chuột phải vào project, nhấn chuột phải vào chữ bài một lúa đen đen ấy. Đấy, nhấn chuột phải vào đấy, chuột phải chọn add file lên dòng thứ ba. Đúng rồi, chọn file out. Kìa, nhìn thấy luôn. Rồi ấn nút ok, rồi mở file ra. Nếu khoan, từ từ, nó hiện ra hiện đóng đóng lại. Rồi em nháy đúp nó nhé, nó hiện lên cửa sổ. Rồi nó hiện ra bảo là bạn muốn mở ở đâu thì em chọn cái dòng dưới cùng ấy, chọn mở bằng code block. Đấy thì nó ra. Vậy bài một lúa của mình bây giờ chưa thấy có kết quả đâu. Như vậy bây giờ mình quay lại code chương trình của mình xem có chút vấn đề gì không. Đầu tiên là đấy, cái chữ cái dòng số 7 của mình nhé. Của mình sẽ sửa nó là thành là bài một lúa.inp. Rồi chạy. OUT chứ, OUT chữ out mà. In out mà, input output rồi. Rồi chạy thử xem sao. Rồi, trong file out này nó cũng không có, như vậy là chứng tỏ là công lệnh free của file out nó đang chưa đúng, em chọn nhiết đi. Rồi file out chưa có kết quả, vậy quay trở lại câu xem câu lệnh free open. Free open bài một lúa chấm out mở tham số là v kép với đối số là std out. Std thay chữ in bằng chữ out. Như vậy thì cái file cái dòng này chức năng của nó là viết dữ liệu ra. Rồi em chạy thử xem sao. Chờ một tí, khi chạy xong nó báo là bạn muốn ghi đề dữ liệu hay không, chọn có. Nó ra được 1225. Khi đấy hình như là cứ tưởng nó ra 980 chứ nhỉ. À 1225 đây là bộ số bộ bao nhiêu nhỉ? À đây là 5, em sửa nó lại thành số 4 xem sao. Rồi, ok, như vậy là nó đã chạy test đúng đề bài rồi đúng không? Rồi bây giờ em copy toàn bộ bài để nhảy sang trang web để đổ bài. Rồi, chia sẻ màn hình web. Em xem màn hình web đi, chia sẻ màn hình web. Rồi. Rồi bên trên tiêu đề có tên là bài một lúa. Để. Nếu mà giúp khi nào nộp bài này bằng Python thì em chọn cái đuôi nó đuôi chấm pi để nộp nhé. Cái phần mềm này nó chấm được bằng Python, bằng Scratch, bằng Java chấm được Vâng. hết. Nên các em cứ mạnh dạn, tức là với một cái đề bài này mình có thể làm bởi nhiều ngôn ngữ lập trình. Rồi Vâng. chờ chờ nó chấm một tí, tại một thời điểm thì cũng có thể có nhiều bạn chấm bài. Đúng rồi, tất cả các video bài giảng thầy sẽ up trên kênh YouTube.
Đặng Tuấn Thành. Các bạn nhớ like, share, comment cật lực giúp thầy nhé. Thấy thầy, trong Ừ. cái bài 2, sau khi tính tất cả mọi thứ ở trong cái ngoặc, rồi mình nhân với nhau đúng không thầy? Tính theo công thức đã được đưa ra và đưa kết quả tính được ra ngoài màn hình nhé. Rồi vừa rồi thì rồi xin... như vậy bài vừa rồi của Dũng đã được 10 điểm, như thế là ok nhé. Em có thể click chuột vào nó để xem lịch sử chấm, click vào chữ bài một luôn để xem lịch sử chấm của nó, là nó chấm là bao nhiêu test đúng, bao nhiêu test sai. Được chưa? Không biết. Rồi, ok. À, như vậy bây giờ thầy trò mình lại tiếp tục nhé. À, khi mà các bạn làm bài như thế, các bạn chấm bài xong thì bài của các bạn, điểm của chấm bài của các em sẽ được cập nhật ở bên trên. Có Dũng, có Hải rồi. Các bạn khác cũng đang chấm bài rất tích cực. Các bài nào bị chấm sai thì thông thường có một số các cái lỗi sai như là lỗi bị biên dịch, rồi lỗi vân vân. Rồi bây giờ chúng ta sẽ quay tiếp sang phần thứ bài kế tiếp, xin mời sự chia sẻ bài làm của bạn Hải Anh nào. Bây giờ ta sang bài tập kế tiếp nhé, để thầy chụp ảnh bài tập kế tiếp. Con ra học bài ạ. Rồi xin mời Hải Anh chia sẻ bài làm. Rồi như rồi. Đây tôi gửi bài tập câu hôm nay. Xin mời các bạn làm một bài câu một rồi thì làm tiếp. Rồi xin mời Hải Anh nha, chia sẻ bài làm của mình. Mày giảng lên. Em học cho nên em chưa có hiểu gì hết thầy. Cứ chia sẻ đi, thầy hướng dẫn đảm bảo làm được luôn. Mày giảng lên. Ý là từ ban đầu em đã bị chấm giữa cái khúc mà vào cái creator ở new project có thầy. À, được rồi, ok. Rồi xin mời em hãy chia sẻ màn hình vào tới chỗ đấy. Thầy sẽ hướng dẫn tiếp ở phần đấy. Chia sẻ làm sao rồi? Để chia sẻ ở giữa màn hình nó có chữ new share hoặc là nút chia sẻ bằng tiếng Việt nhé. Em không có thầy ơi. Ở đâu đó dưới trên chỗ cửa sổ Zoom em thì nhìn đâu đấy xem sao. Được chưa? Em không có cái chỗ đó này rồi. Chắc chắn thôi. Em thử dây chuột lên trên cùng màn hình xem cái mấy thanh công cụ hoặc là dưới cùng màn hình xem cửa sổ nó ở chỗ nào. Bây giờ thầy stop share nhé. Bây giờ em đã nhìn thấy nút chia sẻ chưa? Hoặc là nút share screen của em bên Hải Anh là được giao diện tiếng Anh hay tiếng Việt đấy. Dạ bên em là nó bị dính cái tiếng Anh đó thôi. À, thôi dùng tiếng Anh cho nó dễ. Rồi bây giờ em có chữ screen share màu xanh, nút biểu tượng mũi tên từ dưới lên. Trông nó như nút này này. Để gửi cho cái sự chat đấy. Trông nó Ờ, sẽ... trong chat rồi. Đấy. Bật vào cửa sổ chat xem cái nút đi share screen màu xanh đấy. Nút xe. Ủa? Em bấm vô nó không có hiện cái màu đậm để em bấm vô được rồi. Để xem cái phần tùy chọn là à lốc share screen. Thầy bật chế độ cướp server được rồi mà. Tức là thầy trong dạy bạn nào nhảy vào chia sẻ màn hình đều được mà. Tại sao ta? À, hay là do đang sử dụng web nhỉ? Không biết nữa. Em thử Hải Anh thử chụp màn hình để xem. Dạ. Muốn xem không được thôi. Em thử chụp ảnh xe screen nó như thế nào nhỉ? Nó bên cạnh cái có hình con người. À, em biết tổ hợp phím chụp màn hình nhé không Dạ không. nhỉ?
À, em ấn phím FN với nút print screen. À, nếu mà N. FN này nó phím FN màu xanh ấy, nút print screen. Hoặc là em ấn tổ hợp phím Ctrl, hoặc là ấn tổ hợp phím Shift cộng Ship. với cửa sổ cộng với F là với F. Đấy. Sau đó chọn vùng bình chọn. Đây em thấy. Cái kia Dũng và Tuấn Hải làm luôn bài 2 nhé. Bài 2 thầy đã gửi về cho sử dụng chat trong Zoom. Đang chuẩn bị chia sẻ màn hình nhé. Bạn cứ mạnh dạn là hoặc là hãy anh nhờ phụ huynh chia sẻ lại xem có khả năng em chương trình được. Các bài này Dũng hoàn toàn có thể làm bằng Python và nộp lên hệ thống được nhé. Phần này cứ mày trả làm theo Dạ ạ. dùng C cộng cộng thì sau mình Có nộp lên nhăn nhàm ạ. làm bằng Java nộp lên nó vẫn chấm bình thường đấy. Nếu cái server ở đây thôi hãy anh thử lại chức năng chia sẻ màn hình đi. Lũy thừa trong C cộng cộng nó là ký tự gì thầy? À, em nhân chạy bằng cơm đi, ví dụ như để tính a bình phương thì em lấy a nhân với a, À và để tính a mũ 3 thì lấy a nhân a nhân a, ta sử dụng dấu sao cho phép toán nhân. à. À, trên thực tế thì nó có hàm pao của ví dụ như để tính a bình phương thì người ta cũng có thể ghi như thế này, nhưng hàm pao này khi giá trị của a và cái số mũ nó lớn thì nó lại bị sai số nên ít khi thầy dùng. Rồi hãy anh thử chia sẻ lại màn hình được chưa? Vẫn chưa được thầy ơi, hết cú rồi. Rồi, thế theo kinh nghiệm của thầy thì chắc là ngày mai em ra FPT Shop mua ngay con MacBook Pro 2024 phiên bản 1T RAM 32 GB nhé. Còn cái con đó chia sẻ màn hình một phát được ngay. Ồ. Hoặc là mua thêm mấy con gà card RTX đời mới mới nữa cắm vào. Nhà giàu thế à đấy. Thì ví dụ như thế và chia sẻ màn hình chạy được ngay. Đấy, thầy vừa nói cái chạy được luôn, bồ ngầu quá. Một cái tài khoản không À, bây giờ không, bây giờ em quay trở lại code block của mình đi. đây đây rồi. Em chia sẻ lại màn hình của mình đi. Đây với hiện tại thì giao diện màn hình của em đang chia sẻ trang web. Để em tí thôi. Thì khi ấn nút share screen thì em chọn chữ screen luôn thì nó sẽ chia sẻ toàn bộ màn hình. Ủa, hãy anh chia sẻ nhanh. Tuấn Hải thế nào rồi? Đã phun điểm bài 2, bài 3, bài 2 chưa? Chị Gia Hân đang chạy vù 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 ở bên trên bảng xếp hạng rất nguy hiểm. Đấy. Tuấn Hải và Dũng làm nhanh bài 2 nhé. Gõ 10 ngón, gõ nhanh, thật nhanh à. Nếu mà gõ không nhanh được, Dũng mai chạy ra FPT Shop mua ngay con bàn phím ấy nhé. Gọi là bàn phím... À, gì nhỉ? Các bạn học sinh học là đội tuyển của thầy có cái bàn phím cơ mà nó có cái key mà có thể nhổ ra được ấy. Nó gọi là bàn phím gì đấy? À đúng rồi, bàn phím keycap đúng không? Nó có thể nhẹ.
là nó thể ai đã thầy ơi thầy, Ừ. tại sao cái project của con là báo lỗi là free append bài 2 biểu thức 1.inp? Chờ một chút xong Hải Anh chia sẻ màn hình xong. Hải Anh chia sẻ lại màn hình nào, sau đó tối nay có thể chụp màn hình gửi qua Zalo cho thầy được. Em tí thôi. Hải Anh nhìn thấy chưa, nút chia sẻ màn hình chưa? Nó là nó áp gì nè thầy? Sắp xong rồi. Thấy Dung đăm chiêu lắm, à, không biết đang suy tư gì. Ừ, bài này chấm một lần liệu có full điểm không luôn. Hết cứu rồi. Được rồi, hãy anh chia sẻ lại màn hình nào, nhanh. Giờ em thấy rồi, còn đúng một chấm nữa là nó vô được cái phần kia rồi. Là như thế nào? Là nó vô được cái code vào đó. À, con blog thì có liên quan gì tới việc chia sẻ màn hình? À, tức là Em chưa mở được cái code vào đó với thầy. à. À. Hiện nay thì ta có một số các cái trình vi, cái thằng Vision Code này, Code Block này, DeepSeek này, là những cái ta rất hay sử dụng để thầy nói Code Block, thằng con trai của thầy nó bảo Ru Block, thế nó mới buồn chứ. Nhà thầy có một bạn bé 5 tuổi, à quên 6 tuổi. Chăm chỉ, chăm ngoan, có phiếu do. Rồi, em bây giờ ngon rồi nhá. Em là nút create a new project của lại thoát đâu rồi. Con em không biết nè. Hay là do Hải Anh là giờ dùng em vào bằng web nhỉ? Thôi thế thì ngày mai em sẽ cài đặt bằng thằng Zoom PC nhé. Khi mà mình thoát hoặc là em thoát ra em vào lại bằng Zoom đi. Zoom phần mềm Zoom ấy. Khi mà mình vào cái đường Mình link thầy khi vào được link thầy gửi ở trong lớp ấy, link lớp học thì mình nó mở ra thì bảo là bạn vào lớp học theo bằng giao diện web hay là bằng Zoom, bằng phần mềm Zoom, thì mình vào phần mềm Zoom thì nó sẽ mượt hơn. Rồi em ấn nút create a new project. thầy, thầy ơi, Sao cái project của con sau khi nó in ra P với cả S thì nó không có dấu phẩy để ngăn cách giữa hai cái ạ. à, thì ta thêm cái cặp này vào, chèn nó vào giữa. Cái cặp nào họ thấy? Đấy, cái đó. Chèn nó vào giữa hai cái thằng định viết. Vâng ạ. Rồi, xin mời Tuấn Hải nút create a new project. Cái Hả? nút đầu tiên ấy. Tư con tí để con sửa lại cái code như là thầy bảo Sao chuột của em nó lắc kỳ lắc, cảm giác giống như đang bật nhạc DJ thế nhỉ? Diêu. ạ. Thấy thầy con xong rồi ạ. Rồi, ok. Lộp bài lên server nhá. Vâng ạ, con để Cái cái bài chỉ của con tên là bài 2 biểu thức 1 chấm chấm p ạ. Con nộp bài rồi ạ. Con được 10 điểm. Quả không đáp án ạ. Sao cho hẻ anh lắc thế nhỉ? Thế bây giờ con làm bài Giờ ba nhé mới thầy. ngủ rồi.
Rồi, ok, nút click đã lên project đi. Để tạo project mới. Rồi. Xin mời Hải làm bài 3. Dung Vâng đã ạ. xong bài 2 chưa? Bài 3, biểu thức 2. Em xong bài 2 rồi. Rồi, ok, Rồi bấm nào nữa thầy? làm xong bản đồ bài lên trên server nhé. Con sẽ chuẩn bị đi đổi tên của file cho đi copy À. Sao? Bây giờ con bấm vào nào nữa thầy? Bây giờ ấn nút Create a New Project là cái nút ở bên Dạ này đúng đấy. rồi. Cái nút Create a New Project bên tay trái đấy. Dạ con bấm rồi. À, chắc là do chưa chia sẻ màn hình nhỉ? Ủa con chia sẻ mà. À không, tức là trên bây giờ con chia sẻ nhưng mà cái màn bây giờ đấy, Ba chia nút bên cho trái, cái nút đầu tiên đấy. ba chia cho bảy. Dạ, Chắc là chia sẻ lại, hình như đang chia sẻ nhầm ở chế độ nào đấy, ấn vào nút đấy, đúng rồi. xong rồi. Sao bên màn hình của thầy nó không thấy nó hiện lên nhỉ? Chắc là con đang để ở chế độ chia sẻ. Bây giờ con đã chọn chế độ chia sẻ screen đi. Đấy nhá. Đáng Để thầy chụp ảnh là cái chế độ chia sẻ screen là chế độ chia sẻ toàn bộ màn hình lên trong như này cơ. Thầy gửi qua Zalo nhé. thấy thầy trong cái bài 3 thì 3 chia cho 7 bằng 0.4285714285 chứ không bằng 0.429 ạ. Thì mình sử dụng câu lệnh fit set precision. Rồi, Hảo là tên biến create ra nhé. Rồi, bây giờ em create lại new project hả anh? là grid trong Zalo Có khả năng là do phía bên đấy nó không ổn định ở trên đấy đâm ra vừa rồi có thấy đăng hỏi là bị sai chỗ nào rồi ok CNABC báo là VNet chưa khai báo VNet đến B trên C chưa khai báo rồi ok bài của đăng ở cái dòng số 2 em bổ sung câu lệnh khai báo biến A biến B sau đó ấn Enter xuống để khai báo thêm biến C và biến khai báo thêm biến S nhé. Ở chỗ này thì thầy hướng dẫn lại Hải Anh để anh làm cho nó nhanh hơn. Đầu tiên thì trên giao diện làm việc này em quan sát nhé. Ta có nút create a new project. Khi đó nó phải hiện nó hiện ra cửa sổ này thì ta chọn cái thằng console application. Rồi ấn nút go. Ấn nút Next. Ở chỗ này thì project title là tên bài ta ghi trên bài một lúa được chưa, là tiêu đề của bài. Rồi ấn nút Next đấy. Rồi ấn nút Finish. Rồi sau khi làm xong thì sau khi thực hiện xong thì bên file source này thì nó hiện ra giao diện này, ta mở mở cái file này ra để mở code bài file bài làm đây được chưa. Tên bài là một lúa đúng Ừ, bài một lúa không thầy? à, tí nữa sau khi hết giờ học xong thì em cài thằng Ultra View để thầy hướng dẫn trên qua Ultra View để cài đặt để đảm bảo buổi sau buổi học xong chia sẻ màn hình thuận lợi hơn nhé. Bài một lúa rồi sao Đây quan sát màn hình nhé. thầy? Đây ta create a new project này, console application này, ấn nút next này, project title là ghi chữ bài một của này, rồi ta next này, đấy. Để Next. em tí rồi Rồi cứ next cật lực đi. nè rồi sao Rồi bây giờ nó hiện ra giao diện màn hình này thì bên tay trái của mình đây, bên tay trái bên này, ấn vào nút sửa, ta nháy đúc vào cái thằng này ra. Thì nó ra được cái code giao diện làm việc như trên. Ta giữ phím control lại chuột lên để cho đỡ phải hỏng mắt. Hãy
Này. Của em nó lên là cái giao diện nào nãy thầy ơi? Rồi bây giờ Của em em nó lên là cái giao diện. chia sẻ lại màn hình trông nó vuông tròn như thế nào. Rồi, để em thấy. Đâu? Của cái nào ra? Đây. Ủa? Ủa? Ơi, cái đáp án bài 3 của em ấy nó không lấy là dùng dùng cái gì lấy để cái kết quả nó lấy chính xác cái chữ số hợp phân Đấy thứ ba. là ở trong cửa sổ chat thầy đã nhắn đấy, thử sử dụng làm cell fixed precision chỗ cửa sổ chat. Đóng cái cửa sổ này lại, code block nó ở ngoài màn hình lên. Tự nhiên em bấm chia sẻ xong kia mất luôn rồi ạ. Chia sẻ màn hình chính con. Để thế. Em chia sẻ màn hình chính xong tự nhiên con em bấm cái xong mà nó mất cái kia. Rồi về như vậy hãy anh để tí nữa thầy sẽ ultra view để hỗ trợ cho cái việc cài đặt và hướng dẫn lên trên nhé. Em tiếp tục code bài làm, em đã vào được code block rồi đúng không? Sau khi code xong vào làm được code block thì bên tay trái này có menu như trên. Ở trên kênh YouTube thầy đã có cái video khá chi tiết về thao tác thầy vừa hướng dẫn Hải Anh, đó là thao tác tạo project. Thì ở trên kênh YouTube các bạn tìm chữ Đặng Tuấn Thành và hướng dẫn tạo project. Thì có cái video cách đây 2 tháng ấy. À, thầy gửi lại cái video này của cửa sổ chat để các bạn này xem lại. Tôi có lẽ không ở trong cửa sổ này. Rồi bây giờ xin mời Đăng chia sẻ màn hình nhé. Rồi xin mời Đăng chia sẻ bài làm chia sẻ màn hình nhé. Rồi ở cái dòng bây giờ xin mời của em nó đang báo là câu lệnh C AB đang có lỗi. Rồi bây giờ em chạy lại chương trình nào. Nó báo là xin mua nó đi rồi đấy này biết để chơi TDC đồ cậu à ở cái dòng số 2 em ấn enter tụt xuống cho cái dòng số 2 tụt xuống khi trong quá trình làm thì em đã xóa mất cái một cái dòng khá quan trọng đó là dòng using
namespace đấy, std đấy, em chèn cái dòng đấy vào ở chỗ dòng số 2 nhé. Rồi em chạy lại chương trình nào. Thầy ơi, Đấy, nó có phân biệt chữ thường và chữ hoa. thầy tại sao cái set position của con nó lại bị báo lỗi nhỉ thầy? Destination. À, nó con ghi scout set position 3S thì dấu phẩy dấu P ạ. À, cái đồ set fit separation không phải dấu phẩy P, và sau đó để biến P. Em làm như thế nó vẫn không không lấy cái nó vẫn là số 0. Được Không hiểu. rồi, chờ đợi một giây ta sẽ quay trở lại. Rồi bây giờ xin mời em chạy chương trình. Được rồi, nó chạy như này là chương trình đã chạy đúng. Bây giờ em làm việc với tệp đi. Rồi em vào file, chọn new, chọn empty file. Rồi. Nó hiện ra cửa sổ đặt tên là bài một lứa. Khoan, dừng. Không, chọn Thấy. no. Không, mất bài luôn đấy. Em ghi trên là bài một lứa mà. Tên nó là bài mà. Ở chỗ file name ấy, ở dưới cùng ấy. Thầy ơi, tại sao con ghi fix set position 3 nó bảo là trừ declare á? À, số 3 phải đặt trong cặp giống ngoặc mở ngoặc nha. Giống Con như để mở ngoặc, set position mở ngoặc 3 đóng ngoặc rồi ạ. Sao nó vẫn bị nói là lỗi thầy? Tuấn Hải hãy copy cái dòng đó gửi vào trong cửa sổ chat nhé. Rồi xin mời cái chỗ này đăng em đọc cái cửa sổ. Vừa rồi mình đặt phần đuôi mở rộng nó đang bị sai, của mình đang là chấm C. Đóng không đóng cái chữ bài một lúa chấm C lại. Rồi em nháy chuột phải remove nó đi. À, cái ở đầu chương trình em khai báo việt p kiểu float nhé. Rồi bây giờ em chạy, bây giờ em tạo thực hiện. À, bây giờ em tạo lại file nhé, empty file đúng rồi. Tuấn Hải ở đầu chương trình khai báo việt p kiểu float nhé. Rồi chỗ đó là bài một lúa. Vâng Float ạ. là kiểu số thực. Chấm Vậy thì chị. INP, chấm khoan, chấm INP, chấm input mà. Rồi phía dưới, cái thẻ dưới, khoan đã, cái thẻ dưới chọn all file. Xuống dưới cùng. Rồi, chọn save. Đúng rồi. Hân đã làm hết chưa nhỉ? Thầy ơi, set position của con nó vẫn báo là chưa declare ạ. Kể cả con set P thành float, còn lại thành Đầu int ạ. chương trình đã sử dụng thư viện bit gạch chéo stdc cộng cộng chấm h chưa? Dạ. Đã sẽ đầu chỗ thằng include đã sử dụng thư viện bit chưa? Rồi bây giờ Biết rồi ạ. Hải Đăng sẽ chạy lại Ở từ cái tí đã. chạy lại test đề bài đi. Nhập cái bộ số của test đề bài vào, bộ số của nó là bao nhiêu, xem cái đề bài, ảnh đề bài thầy đã gửi rồi đấy. Không phải test đề bài nó là hai cái số nguyên mà, xóa nó đi, nó là hai số nguyên, a bằng mấy b bằng mấy đấy. Xem cái đề bài đâu, ở trong cửa sổ của Zalo có đấy. Đấy. Đấy nó có số 4, 2, 4, 5.
tránh thử cái test này trước. Hả? Tại Rồi thấy được. thầy bây giờ nó báo thành 84, với tiếp theo là 0.000. Ừ. Như vậy là gần đúng rồi đấy. Hả? Gần đúng, đúng được số 84 rồi. Ấn nút chạy chương trình đi. Đúng, chạy lại một lần nữa. Rồi bây giờ em thêm không bình thường mình ấn cái nút ở giữa đó, cái nút bên cạnh không dùng đấy. Rồi bây giờ em bên thẻ bài một lúa ở bên kia em thêm file vào. Ở chỗ project đấy nhé, chuột phải chọn add file. Bài một lúa chấm ao. Đấy, nhìn thấy nó chưa? Cái đuôi chấm ao. Rồi, ok. Rồi em mở nó ra. Bên thẻ Azure ấy, phía dưới. Phía dưới đấy. Không biết ông Dũng đang suy tư gì thì ông cắn vào ngón tay phía dưới các thì chấm phát thấy 2.000 điểm sập server của thầy luôn. Rồi cái dòng dưới, dòng thứ ba, rồi nó ra được 980 được rồi. Bây giờ nghĩ đến bộ số khác đi. Rồi ấn nút chạy chương trình đã. Rồi. Vậy muốn biết kết quả này đúng hay không thì chỉ khi học lập trình ta luôn luôn có cái máy tính Casio cầm tay để các bạn lấy máy tính Casio bấm đấy, xem kết quả trên máy tính Casio có đúng so với kết quả hiện lên trên file hay không nhé. Được rồi, như vậy thì chỗ này Minh Đăng đã làm xong, về em hãy nộp bài lên server nào. Giúp chuẩn bị chia sẻ màn hình nhé. Hay là Hải, bạn đều cứ mạnh dạn đợi bạn nộp bài xong rồi biết lên trên đấy. Đúng rồi, đó gọi cho bài một đúng không? Đó. 1 cộng 2 3 3 chia cho 4 cộng 3 7 3 chia cho 7 tích xếp với chỉnh tưởng sao nó lại ra là 0.000. Thầy ơi, Ừ. tại sao con để là Scout Fixed Position 3 rồi là P P tùy theo chép position lại dựng lại output ra là 0.000. Đấy, nó khá là một chút vấn đề, chờ một chút sẽ giải quyết luôn. Chờ một chút nữa để hệ thống nó chấm bài nhé. Có mấy bạn đang dùng bài nên server nó chấm hơi chậm. Đấy, như vậy nó đã chấm điểm, nó đã ok rồi đăng nhé. Rồi. Như vậy ở bài vừa, quy trình vừa rồi ta làm bước 1 tạo project, bước thứ 2 code chương trình, bước thứ 3 chạy thử và đúng kết quả, và cuối cùng ta nộp bài lên trên hệ thống đạt điểm tối đa. Rồi về xin mời Tuấn Hải chia sẻ màn hình lại. Hải Anh cùng thao tác lại bài nhé. Tí nữa khoảng xong rồi, sau khi học xong thì thầy trò mình sẽ hướng dẫn qua một trang tin Đã hết. nào. Oh my god. Em mới bấm vô xong mà nó hiện cái dòng rồi thầy ơi. Rồi ok, tí nữa thầy sẽ xử lý luôn. Rồi đầu tiên ta sẽ thực hiện thằng này, nhập bài ABC. Rồi ở dòng số 13 thì Tuấn Hải thêm chữ 1.0 nhân với cái biểu thức mở ngoặc cho từ số nhé. 1.0 à? Châu Dũng cũng quan sát luôn. Rồi nhân với chức năng này, tức là khi từ số là số nguyên, mẫu số là số nguyên thì phép toán chia là chia lấy phần nguyên. Do đó muốn trả về kết quả đúng, ta ép từ số thành số thực để đưa ra, để cho máy tính nó nhận rằng phép toán chạy với số thực nhé. Thế tại sao nó vẫn ra là 0.000? Nó hiện ra cửa sổ, phải ấn nút viết để cho nó ghi đề dữ liệu đi. Chạy lại chương trình đi, không phải nút đấy, nút bên cạnh. Lưu ý ta không chạy cái nút đấy nhé, nút chúng ta chạy là cái nút ở bên cạnh cơ, cái nút build and run đấy. À đúng rồi, bây giờ bên Hải anh em hãy cài cho thầy cái phần mềm Ultra View nhé và gửi ID cho thầy để thầy hướng dẫn qua để các bạn cùng xem luôn những cái lỗi Cái gì? phổ
phần mềm Ultraview nhé. Thế thì tại sao nó Ultra vẫn view. output ra không chấm không không không? Được. Thấy. Hả? Tại sao nó vẫn output ra là không chấm không không không? À, Không có em bỏ sửa. cái bỏ bỏ cái ngoặc sau trước đấy, bỏ cái ngoặc đấy đi. Ép mỗi tử số thôi chứ không phải ép cả phân số. Nó đang chuẩn. Em phải lắc lắc Không như biết. này lúc sau nó ra kết quả. Đã rồi. Ừ, rồi rồi thầy phải nhắc lại, dừng 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 dừng. À, em kiểm tra xem tên file in.inv.ot đã đúng chưa so với đề bài. Ừ. À, tên của em là tên ra viết giải ra nhưng mà còn tên của họ là viết tắt phải không Tuấn Hải? Sợ bài một biểu hai. Đấy thì nó là viết tắt như thế nên tí nữa trong chung reopen em sửa lại đúng như thế thì nộp bài nó mới chấm được nhá. Vâng Rồi ạ. xin mời Dũng chia sẻ màn hình. Lạc qua bên thầy nó vẫn đây, thầy giúp nó start đây. Dũng chia sẻ lại. Dũng stop xe sau đó chia sẻ lại. Hải Anh tí nhờ bố cài phần mềm nó chạy Ultraview luôn, gửi cho thầy luôn cái ID và path để thầy điều khiển từ xa cho nó dễ. Rằng Zoom này có điều khiển từ xa nhưng mà thầy chưa biết dùng đấy, chức năng remote của nó. Rồi Dũng share lại màn hình nhé. Bài một Rồi ở cái biến P cái dòng số 4 em tách biến P thành kiểu float ấy. Em khai báo BT float P. hai bài một BT hai không biết có biết nào không tình yêu P hai BT hai sao Ở cái dòng số 16 em ép cái thằng tử số nhân với 1.0. thầy Đấy, một nhớ cái thằng tử số con là em 10 điểm, nhân với 1.0. con là 10 điểm ạ. Rồi rất tốt. Chuyển bài kế Thế tiếp. đâu À, Tuấn Hải cố gắng đua tốt với chị Hân nhé. À, chị Hân làm cái bài mấy rồi thấy chị Hân em trên nhìn ngó trên bảng server chị vẫn đang. chị đang làm bài mấy vậy thấy bài 4 là thấy tôi xem này. Mẹ em kêu mẹ em gửi cái UID cho thầy chứ em cài xong rồi. À Chị rồi, rồi. Em gửi qua what Zalo. lại có cái gì đấy À nháy chuột phải remove nó đi. Đây là file layout chứ không phải là file out, nhầm rồi. tại sao có căn bậc hai ở đấy À, hàm căn bậc 2 ta có hàm SQRT của biểu thức cần tính căn nhé. sqrt rồi mở ngoặc đóng ngoặc thứ trong ngoặc đấy là sẽ bị căn bậc hai đúng không thấy Đúng rồi. vâng ạ chắc bài này sẽ không bị quá khó. Đấy, bài 1 BT2 bài Nhưng mà 1 chờ tí đã. nhập dữ liệu à? À chưa có dữ Thế đây lại bị fix precision liệu. Có chứ. không
ở giữa Mình lại tăng có ra thể nó thêm dấu cách nữa. Mình lần chấm này đây em con không thêm dấu cách kiểu như này, hai dấu bé hơn này, dấu cách ở giữa này, xong hai dấu bé hơn đấy, đấy xong thằng đấy, hai dấu bé hơn em dấu cách nhá. Mở ngoặc kép cách, đóng ngoặc kép cách à, phải à, đóng ngoặc kép luôn rồi chạy luôn à, không 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 cần cái đấy nữa, bỏ cái đấy đi, bỏ hai cái dấu bé hơn rồi chạy luôn. hả? Đây. Bài 4. Bài 1, Rồi. vụ thức 3, chữ Ngon này rồi. đầu tiên. Ở đây khoan đã, dừng. À, bây giờ thầy góp ý thêm một tí. À, ở trong tờ đề bài người ta ghi dữ liệu dòng vào gồm 3 số nguyên ABC, và trong đề bài mình nhìn thấy rằng 3 của 3 số ABC này nó nằm trên cùng một dòng. À, vì thế Dũng sẽ thực hiện công việc là C in ABC trên cùng một dòng. Cái nên cái dòng số 10, 11, 12 em gom lại thành một dòng. C in hai dòng lớn hơn A, hai dòng lớn hơn B, hai dòng lớn hơn C. X, Y, Z này. X, Y, Z, và có AB nữa. Này thì là Rồi, ok. B. B. Vừa có phải A và Khi B. nào server mà không chạy thì các bạn nhớ nhắn qua Zalo với thầy để thầy chạy bật chạy server nhé. Thỉnh thoảng mang máy tính đi đâu đó thì cái server nó cũng bị sạc. Rồi, xin cảm ơn Dũng. Chỗ Hải Anh nha. Thầy gửi ID cho view cho thầy nhé. Con chat được không thầy? Hả? Con chat được không thầy? Là nó là cái gì? À Con gửi. chat cái À, gửi qua đâu cũng được. ID Ừ. thôi. Để À, con xin mời đăng chia sẻ màn hình nha. chat luôn cho nha. À, Dũng chuyển sang bài 3 luôn nhé. Cộng y cộng t. Sáu. Quá mình nhìn trong người cũng cao đúng không cô? À, Sáu bảy x cộng t bằng năm ai vậy mày, cộng t cộng t bài 1B. À rồi khoan đã dừng một chút cho Dũng ơi. Ở cái bài này là bài bài 1BT2. Bài 1BT2 thì ta nhận thấy như thế này. Đợi thêm một giây nhé để thầy chia sẻ lại màn hình. Đâu nhỉ? Phần zoom tiếp của thầy. theo là B Ở cái dòng số tiếp 15 bằng đi. Ở cuối dòng 15 em comment thêm cho thầy cái chữ S line thay cho cái dấu cách đấy. S line là xuống dòng. Chúc Tuấn Hải cũng thế nhá. Chúc nhân BT2 em sửa lại cái chỗ sau khi CAO ra thì em thêm cái thằng S line để cho nó xuống. này thấy Ừ. x cộng Thêm chữ S line y nhá. Chữ N và chữ L. Giống như trong cửa sổ chat thầy ghi. em chia cho Cửa z sổ chat cộng Dũng nhìn thấy y chưa? em gửi đi đó thầy. À rồi, ok để thầy. À, trước rồi là b sau con sẽ thử nổ Chú cái này Dũng, không, chị en like giống như cửa sổ chat mà. Em mở cửa sổ chat ra, thầy gõ như nào. thấy thầy, Hả? con vừa nộp bài tại sao nó lại ra là nó trở bài một lúa bài một phần hai chấm chấm hai. Đây tí nha, để thầy đang chia sẻ màn hình. Đang đây là đang cha này. Rồi ta bật lại thằng Overlock rồi. Delete đây. Đây. Delete luôn này.
Cô vừa lớp cô chạy đâu vậy? Chắc là người nhóm cửa sổ start. Rồi, có cửa sổ cô vừa lớp đây rồi. Ok. Create a new project. Console application. Ấn nút Go. Ấn nút Next. Ấn nút Next. Bài một lúa. Ấn nút trỏ sang đường dẫn. Đợi thêm một tí. Thầy mà làm được cái là cái này là do vấn đề kỹ năng rồi. Ấn nút Next. Em đây rồi, ở đâu đây đấy, như vậy là được rồi đúng không? Rồi. Đấy, như vậy đấy, anh tối nay thức thông đêm thông ngày để Không đêm. làm nhé. Rồi ok, Rồi, ít cộng nhiều rồi được xin tính. vừa rồi thì thầy đã nhận được bài nộp của các bạn, vậy thì chúng ta sẽ cùng quan sát chút bản điểm. Vừa rồi chúc bài tập bài 1 PT2 của Dũng đang thấy đang nộp lại. Bài 1 PT2 hệ thống vẫn đang chấm. Đúng là vấn đề kỹ năng. B B sẽ bằng S đi vào T. FQRT bỏ Ờ, qua. cái hệ thống nó chấm xong rồi, chấm cái điểm chat đâu nhỉ? Rồi, chắc là nó đang loát hơi lâu tí. Rồi, ta quay trở trở lại với cái bài 1 BT2 để chúng ta phân tích một cách cẩn thận hơn. Ở bài 1 BT2 thì các bạn nhận thấy chúng ta thầy trò mình đang có một cái bài toán. Bài 1 BT1 là bài chúng ta đã giải quyết, nếu như bài 1 lúa là bài tính giá trị của một biểu thức thì bài 1 BT2 là bài 1 BT1 là bài tính giá trị của một biểu thức trước. Đề bài là cho ABC tính giá trị của các biểu thức này. Vậy thì dữ liệu vào từ mời bài tập 1 BT1 các số nguyên ABC. À, như vậy bài này ta cần phải khai báo các biến là A, B, C. Đấy. Và tiếp đến bài này tính S và tính P, vậy thì ta khai báo biến S và biến P. Vậy thì ở đây thì ta nhận thấy xác định bài toán, ta có input của bài toán là nhập ABC, output của bài toán là đưa S và P ra. Được. Vậy thì ở đây thì ta sẽ thực hiện là bước 1 ta sẽ nhập ABC, bước 2 ta sẽ tính S bằng biểu thức này, bước 3 ta tính P và sau đó ta đưa S và P ra và kết thúc giải thuật. Đây là giải thuật của sao? Thầy ơi, tại sao con nộp rồi nó không báo điểm cho con? À, bởi vì nó đang chấm. À. Nhưng mà nhật ký nộp bài lại có hai cả. Ở Bài đây, cái bài ba đây. 1BT2 thì nên các bạn mình làm và nộp cả bài bài 1BT1 đấy nhé. Và hai em tưởng vừa nãy là đúng không? Mà thấy thầy nếu mà đúng thì mới có dấu tích ở đằng sau cái nhật ký nộp bài đấy. À, không phải phải nói như này, khi mà mình à đúng rồi, chính xác, ở trên nhật ký nộp bài nó ra được điểm của mình. Hả? Thật là bất ngờ. Wow, Thế thầy, thế đi thầy cho con hỏi trường hợp này ạ. rồi bây giờ Tuấn Hải ở hai cái bài này, 1BT2 và bài 1BT3 đều nó báo đều kết quả khác đáp án nhé. Vậy thì ta sẽ quay trở lại đề bài trước. Như vậy ở bài 1BT1 các bạn này, Tuấn Hải gửi cái file đấy, đợi thầy zoom lên tí. Nó báo dấu tích ở bài cuối cùng là được, còn hai bài kia đang bị không điểm thì có thể là bị sai định dạng. Vậy thì ta phân tích kỹ hơn một chút nhé. À, khi nãy như cả hai bạn đều xong mất bài 1BT1, đăng đã là bài 1 BT1 chưa nhỉ?
Rồi ta sang bài 1BT2 một chút nhé. Sao đang nhỉ? Có vấn đề gì hay hỏi thì xin mời đăng chia sẻ bài này. Ở bài 1BT2 thì bài biểu thứ hai này thì ta nhận thấy cho AB và các bạn. Rồi bây giờ đăng chia sẻ màn hình nhỉ. Rồi xin mời em chia sẻ nội dung câu hỏi luôn. Rồi. Rồi quay trở lại khu chương trình. Rồi bây giờ ở trong bài 1BT1 ấy thì ta nhận thấy rằng dữ liệu của mình, chờ thêm một giây nhé. Ở bài 1BT1 thì cái số 84 và số 15 ở trong file output nó phải ở hai dòng khác nhau. Vì nó phải ở hai dòng khác nhau nên quá em chia sẻ lại màn hình đi. Thấy chưa anh em lại tắt mất. Nên cái cuối dòng số 13 ấy thì em thêm cái dấu hai dấu bé hơn. Cách mở ngoặc cách xong hai dấu bé hơn nữa. Đấy, xong ở giữa cho nó thêm một dấu cách nó nằm trong cặp ngoặc kép. Tú Hải ngồi cắt móng tay ngầu dã man. Tối nay mở lại bài 1BT2 nhé. Được rồi, à bỏ, à quên, thầy dừng lại một tí. Bỏ hai cái dấu bé hơn cuối dòng đấy. Ở giữa hai dấu ngoặc kép em cho một dấu cách ở giữa. Rồi, bây giờ chạy chương trình. Rồi, đã chạy lại test đề bài chưa? Rồi, em chạy lại test đề bài nào. Để chạy thì em ấn vào nút Builder and Run nhé, nút ở giữa, đúng rồi. Sau đó nó hiện lên bảo chọn viết để ghi đề. Bạn xem. Sao lại ra được 15 và 6 nhỉ? Nó phải to hơn chứ nhỉ? 1 bình cộng 2 bình cộng 3 bình. Nhân với. Rồi mà quay lại câu chương trình nào. Nhân với A cộng B cộng C. À, em chưa xây in thằng C à? Không, ở dòng số 10 cơ. Thiếu mất thằng C chưa nhập. Để nó chưa có giá trị. Rồi, vì bài này người ta cho 3 số nguyên dương A, B, C. Rồi, ok rồi nhá. Rồi em đọc bài lên hệ thống. Rồi xin mời Dũng chia sẻ lại cái bài mà đang bị báo lỗi. À, Dũng bài 1BT2 được rồi. Dũng xin chia sẻ lại bài 1BT1 nào. Nào đọc cho một phát rồi đặt sai tên file rồi ông ơi. Ông đang ông nộp lại bài đi. Chèn nộp lại vào trình và trình duyệt web. Cái đoạn thao tác cuối cùng em làm nhanh quá, em đặt sai tên file rồi. Em copy bài làm vào nộp lại nào. Đăng nhé. Đăng nộp lại bài cái chỗ đoạn bên trên ấy, em đặt tên là bài 1BT1 nhé. Khi nãy em ghi chữ bài 1BT là chưa đúng nhé. Rồi Dũng ơi, bây giờ bài này được rồi đúng không? Vâng. Rồi bây giờ em nộp lại bài nào? Em nộp rồi này. À nộp rồi, ok rồi. Xin cảm ơn. Rồi xin mời Tuấn Hải chia sẻ lại bài 1BT2 nào. Ủa, ông đăng ông nộp bài lên đâu mà chưa thấy nữa. Hệ thống đăng nộp lại bài nhé. À, thì cái chỗ dòng số 9, số 10 Tuấn Hải sửa lại luôn đi. Tên nó là có phải bài 3 biểu thức 2 đâu. Đặt tên đúng bài 1 BT3, BT2 bên trên đấy.
Rồi. Rồi, ok, xin chúc mừng Đăng. Rồi bây giờ Tuấn Hải chạy lại test đề bài này, thầy xem nào, xem nó ra cái gì. Đóng lại, thiếu mất file in mất rồi. Chị Gia Hân có gặp khó khăn gì thì sẽ chia sẻ để ta cùng giải quyết luôn. Bài 6, ok. Ủa, bài 6 tên file nó là tên file gì đấy Hân nhỉ? Em remove hết cái bọn này đi. Hân ơi, bài 6 tên nó là bài 2, ok. Bài 2 của Hân là cho một hình, cho một tam giác độ dài các cạnh ABC, muốn tính chu vi và diện tích của tam giác này. Để tính chu vi và diện tích của tam giác thì khi biết độ dài các cạnh thì ta áp dụng công thức Hê-rông. Vì công thức Hê-rông nên rồi bây giờ chạy kết quả ra được chưa Tuấn Hải? Rồi chạy test, lấy test đề bài chạy nhé. Để mình kiểm thử. À, cái nửa chu vi thì em lấy tử số, em lấy 1.0 nhân với A cộng B cộng C nhé. Nhân với cái A cộng B cộng C chia 2 ấy. Ép tử số thành kiểu số thực. Rồi bài này Tuấn Hải chạy ra được cái file out chưa? Để chưa kịp nhìn cái nó đâu mất rồi. Tuấn Hải đâu nhỉ? Chia sẻ lại mà cái thực hiện thao tác đi. Rồi, ok, dừng lại nhé. Ở trong test của đề bài bây giờ mình nhìn thấy Tuấn Hải bài này qua đã nộp nhá. Ta nhìn thấy số 84 và số 429 nó ở hai dòng khác nhau. Em xem đề bài. Ở trong đề bài nó là hai dòng khác nhau nhá. Do đó cuối cái dòng số 14 em thêm sửa cái dấu ngoặc kép thành cái số align, bỏ cái dấu cách đi. Cái dấu cách thừa bỏ đi nhé. Hải Anh sau khuôn mặt tươi đắn đấy. Rồi, ok. Đấy, như vậy thì ngoài việc đưa ra kết quả đúng, nó cần phải đưa ra định dạng đúng. Rồi, Hải Anh có chia sẻ màn hình bài được chưa? Như là nó bất ổn tí rồi. Cứ mạnh dạn chia sẻ đi xem, thấy thấy bất ổn chỗ xử lý có ổn luôn. Em cứ chia sẻ đi, bởi vì thầy đang để chế độ cướp diễn đàn, tức là trong cái chương trình Dũng đang làm bài một BT2 hay BT3 đấy. BT3 nhỉ, bài 2 xong rồi. Ừ. Được rồi, như vậy giao diện làm việc của Hải Anh đang ngon rồi đúng không? Bây giờ bắt đầu em bắt đầu chỗ thằng include bắt đầu làm việc với tên. Thấy thầy, Ừ. thầy ơi, tại sao cái bài của con Đâu? nó lại không hiển thị ra kết quả? Gần một giây. À, Hải anh xem cái chương trình mẫu để chạy thử nhé. Để chạy thử cũng có đông được chưa? Thầy đang gửi ở trong cửa sổ chat. Sao mà loạn mình thế? Chết Rồi, rồi.
Vừa rồi Tuấn Hải hay ai hỏi nó bị lỗi nhỉ? Thầy ơi, thế để kiểm tra kết quả cho con được không? Nó Có chia sẻ với mình đi. hơi nó đang 10 điểm rồi ạ, chờ lâu quá. Cứ chia sẻ màn hình mình cho. Hãy anh bắt đầu cốt nhé, cốt nhanh tay lên một chút, cứ làm quen dần rồi. Tuấn Hải bài BT2 được rồi, còn bài BT3 nữa. Dũng đang làm bài kia, đang đang làm BT2 nhé. Đây, xin mời Tuấn Hải chia sẻ lại màn hình cái đoạn mà bài 1 BT3 của em nó bị lỗi chỗ nào. Nhanh. Tối nay là về đi thời gian đi à, về đăng bài của Hải Anh nha. Rồi Hải Anh có bài ở trong cửa sổ chat nhé, thầy đã gửi ảnh ở trong cửa sổ chat và trong bài. Ôi trời ơi. Rồi xin mời Tuấn Hải chia sẻ màn hình nào, bài 1 BT3 nào. Bài 1 PT3. Rồi con chia sẻ hết mọi màn hình vậy. Đến ta học ạ. Chưa. Chưa. Có ạ. Vâng ạ. Vâng ạ. Đi xem về bài học. Bài BT3 đây. Nhưng mà đăng tiếp tục nhé. Đây một chút. Nó có hàm căn bậc 2 là bằng SQRT của biểu thức cần tính căn nhé. X phẩy Y phẩy Z phẩy D phẩy A xuống B. X rồi Y rồi Z rồi C. X cộng Y cộng T X cộng Y cộng T nhân với cả mở ngoặc đóng ngoặc X cộng T B bằng S
QRT mở ngoặc đi ra luôn x nhân x cộng y x nhân x cộng y rồi mình lấy nó chia cho z cộng t z cộng t b a b rồi b có inline này chạy thử. Hả? Chạy lại chương trình xem sao. Cái gì đấy? Nó bảo nản Mày quá. Đến máy nó cũng nản này. nó chịu Nào kiểm à, cái tra mắt lại thay thay input đã chơi nhập. À đấy thì input máy nó bảo nản là chơi phải rồi. Nào thầy bảo nút chạy chương trình là cái nút ở giữa mà chơi quay chỉ tiêu. Nút chạy chương trình là nút ở giữa. chơi Máy báo chơi nản. chơi giống tại là bio sẵn rồi ạ. À, rồi ok. Rồi xin mời Dũng chia sẻ màn hình. Nộp lại bài này để lên trên server Tuấn Hải nhé. Yes, sure. Chia sẻ bài nào thầy? Bây giờ em đang làm Your bài, em làm bài 1BT2 rồi thì mom. bạn nào bây giờ em chia sẻ bài 1BT3 đi. Em làm xong rồi em nộp rồi. Thầy ạ. Đang đang nộp à? Nộp xong Vậy rồi. xin mời Đăng chia sẻ bài 1BT2 nào. Đi ngủ tiếp. Rồi, Ra chưa? cái dòng số 14 em bỏ đi. Rồi, cái chỗ bài 1BT2 cái cuối dòng 13 em thêm chữ N like vào. Thay cái mở ngoặc kép bằng chữ N và Thấy chữ tới con 10 thì ba bài ạ. rồi rất tuyệt 10 điểm 3 bài ý nói là mỗi bài 3,3 điểm phải không? Không ạ. À, 10 điểm 3 mỗi bài ạ. là 10 điểm 3 bài có toan. Rồi Rồi chạy lại chương trình đi nào đang. Em chị Hân đã phút điểm bài kia chưa? Ở chị Hân sao dành cả tuổi thanh xuân lên xuống đấy. Rồi chị Hân chuẩn bị chia sẻ màn hình nhé. Rồi bây giờ quay trở lại chương trình chính nào đang. Ở cái dòng số 12 ấy, thì em nhân cái thằng tử số với 1.0. Cái thằng tử số ở bên trên từ trước. với lại buổi học hôm nay là bao giờ thì kết thúc được đấy? À khi nào làm xong bài thì kết thúc, buổi tối thầy rảnh mà. Bài xong ngoài ba thấy Cứ học đi, khi nào mệt thì nghỉ, thầy cũng đang rảnh rỗi. đi. Đi. Hôm qua trước 1.0 khoan, em bỏ bỏ một thằng chấm không ra đường trước đi. Mình thống nhất để đường trước trên tử số ấy, bỏ cái dấu nhân ở đấy luôn. Em để trên tử số ấy, bên đường trước nữa. Không Đấy, cứ để đầu đấy rồi em lấy 1.0 nhân với. không biết là mấy năm không nghỉ Rồi ở cái dòng số 5 em cho biến P hả trục xuống. Hay là do biến P của chị Hân không khai báo kiểu phân loát. Rồi đó, biến P đó em cho tụt xuống dòng đi. Khai báo nó kiểu float là kiểu số thực. À, không phải lâu lâu nhé, nó là kiểu float nhé. Đăng nhé, float. thầy ơi, khoảng mấy giờ nghỉ vậy thầy? À, vâng, làm thêm nốt bài này với bài sau là nghỉ ạ. À? Vâng. Ơi, bình thường mình học đến mấy giờ nghỉ thầy, tại vì thấy À, hơi khuya thầy. bình thường buổi tối cái chương trình học mình chỉ là học 2 tiếng đấy ạ.
Là từ 7:30 đến 9:30 phải không thầy? Vâng, đúng rồi chị ạ. Rồi, cảm ơn thầy. Thầy ơi, một tuần là học thứ mấy và thứ mấy thầy? Vâng, lịch học của lớp mình, đợi em một giây, em gửi ở trong nhóm Zalo. Chị đã vào trong nhóm Zalo của lớp chưa nhỉ? Rồi, em vào rồi thầy ơi. À vâng, hiện tại thì đang là thứ hai và thứ sáu. Nên để hỏi lại với các bạn là lịch học như thế nào để... Vâng ạ. Kiểu flow đi, đang. Chứ flow giống như thầy đi flow A đi. Rồi, ok, như vậy nó vừa đúng kết quả, vừa đúng định dạng rồi nhé. Rồi, em nộp bài được rồi. Hân dày cả tuổi thanh xuân. Hân chờ tí để thầy xem test bài 2 nó có vấn đề gì không? Hay là test bài 2 nó có vấn đề làm Hân chờ này chú. Các bạn chờ này. Dạ, alo chị ạ. Vâng. Dạ, có chị ạ. Bắt đầu từ tuần này rồi, vừa học thế nào em lại quên mất. Vâng ạ, để em nhắn chị vào trong nhóm em luôn ạ. Con thoải mái chị ạ. Vâng, bây giờ cái vâng ạ, chị mời giúp em với ạ. Vâng ạ. Vâng ạ, vâng ạ. Vâng, em cảm ơn chị. Cảm ơn chị Thúy ạ. Vâng. À, rồi xin mời Hân chia sẻ màn hình nào. Thầy ơi. Sao? Giờ con làm xong cái đó rồi, giờ con làm gì nữa rồi? À, vừa rồi bài năm kinh khủng ạ. Thế bây giờ con làm gì vậy? Ra Hân là code online à? Đều thế. Sao? Rồi nhập bài A chú và nhập ABC rồi tính P Q Q trừ A nhân Q V V C sao là P ra cái dòng số 2 em kéo xuống dưới chứ, cái dòng số 2 nó phải nằm dưới using namespace chứ, mọi thứ nó đều phải nằm ở dưới. Vâng ạ. Nè, Hân cài về à mà quên máy của Hân là cái con Sophie nhỉ? Sophie nhỉ? Không cài. Để em nộp thử lại bài ạ. À, ok. Rồi tiếp đến thì thầy cho mình nhận thấy cái bài ta vừa làm qua là bài bài một biểu thứ hai. Thì ở trong bài một biểu thứ hai này thì ta nhận thấy rằng ta có kết quả của một phân số. Vì nó là kết quả của một phân số nên ta nhận thấy rằng là thằng tử số của ta ta sẽ ép nó thành kiểu số thực, bởi vì ta nhận thấy là kết quả của phân số cái kiểu gì nó cũng phải thu về là một số thực mà, nên đối với những cái bài toán nào liên quan tới phép toán chia thì kiểu dữ liệu của nó ta sẽ chọn kiểu float là kiểu số thực nhé. Vậy thì từ từ đây thì ta nhận thấy rằng với bài một biểu thứ hai thì ta sẽ vẫn thực hiện công việc
Thầy ghi ở đây để bài mà các bạn đã nộp rồi ấy. Thì bài này thì ta nhận thấy rằng ta vẫn tính giá trị của biểu thức một cách bình thường. Tuy nhiên khi ta nhân ta khi ta viết chương trình ta nên để ý một chút đó là ta phải ép tử số thành kiểu số thực nhé. Đấy, ta ép nó thành kiểu số thực để đưa phân số này thành về kiểu số thực, đồng nghĩa với ban đầu ta cũng phải chọn kiểu dữ liệu của nó là kiểu float nhé. Đối với các diễn biến kiểu thực ta sử dụng thằng cell fit set precision để đưa ra kết quả. Đây này ta đã đưa ra cái thông tin chung cho cả lớp rồi. Như vậy thì tới đây thì ta đã giải quyết được cái bài 1 ở BT2. Ở bài 1 BT3 thì tới thời điểm này bài 1 BT3 thì có chị Hân, có Hải, các đồng có Đăng với Dũng đang có liên quan tới hàm tính căn bậc 2 của một số. Để hàm tính căn bậc 2 của một số thì ta có hàm SQRT nhé, của biểu thức cần tính căn, của biểu thức cần tính căn. Như vậy thì cái biểu thức này để tính căn bậc 2 của x bình cộng y thì ta có thể ghi là bằng SQRT của x nhân x cộng y chia cho z cộng t. Căn bậc 2 chắc chắn nó trả về số thực nên khi đó biến p này à, biến b này ta phải khai báo kiểu float nhé. Do đó với bài 1 BT3 thì ta sẽ giải quyết bài toán theo hướng như trên. Rồi bây giờ xin mời bạn trong lúc các bạn đang làm bài 1 BT2, bài 1 BT3 hình như sang tới bài khoảng cách thì Tuấn Hải đang gặp khó khăn đúng không? Để ý bài bài khoảng cách này nó có công thức sẵn rồi nhé. Đề bài chỉ cho x1, y1, x2, y2 hãy tính giá trị của biểu thức này và đưa cái giải đưa cái biến đó ra thôi. Khai báo một cái biến INT là x1, x2, x3 à x1, y1, x2, y2 nha. Y2 nhé. Sau đó khai báo một biến float là một biến kiểu float là biến DAB và tính bình thường cho Tuấn Hải và Đăng và Dũng nhé. Rồi bây giờ xin mời Hải Anh chia sẻ màn hình cái bước sau khi em code xong nào. Ê, em không không khai báo à, em khai báo cái x1 y1 x2 y2 là cái lỗi lỗi thật. À đây nó báo lỗi ở ở cái chỗ x1 y1 ấy thì em sẽ sửa nó thành x11 y11 nhé. À, sửa nó là thành x1 x11 y11 hộ thầy, bởi vì trong cái ngôn ngữ lập trình C cộng cộng ấy cái chữ y1 nó được sử dụng vào một cái việc khác. Do đó các biến em khai báo kiểu này nhé. À, đấy x11 y11 x22. Rồi bây giờ vừa rồi thì Hải Anh đang hỏi là bảo là cái đoạn code em code xong rồi thì em làm như thế nào. Rồi bây giờ em bấm nút chạy ạ. Cái dòng số 7 em sửa lại đi. Dòng số 7 là bài 1 lúa chấm ao chấm out dòng 7. Đấy. Ba chữ in nó đang là đuôi chấm in thì sửa thành đuôi chấm ao cái dòng 7 nhé. Bảy ra rồi. Thầy thầy Sao? cách để còn mà bật lại cái mi giờ Tuấn Hải à, hỏi đây rõ. được ạ. Rồi Hải Anh sửa lại dòng số 7 chưa? Lăn nháy chuột lên dòng số 7. Đấy, cái chữ chấm INP đấy, sửa nó thành chấm OUT. Chấm gì rồi? Đấy, OUT chấm out giống như trong cửa sổ chat ấy, em bật cửa sổ chat lên để xem. À, AUT. Ừ. Cái đó rất hay nhầm. Rồi sửa chữ R thành chữ V kép nhé. Chữ R chữ nào rồi? Đấy, cũng dòng số 7. Chữ V Ủa, kép dòng viết số tắt của chữ write tức là viết. Con bật điện lên viết bài cũng đi. W. Ừ. À, W à? W rồi. À, STD out, chữ out cuối dòng là chữ OUNT. À, OUT. Bỏ, đấy, bỏ chữ N đi, thay đó bằng chữ T. Bật điện lên viết bài. S-T-O-T nhập nữa. Rồi cuối dòng số 8. Bây giờ ấn F9 để chạy chương trình.
Tối à? Thôi để đấy không hết mực đi con. Rồi em ấn F9 để chạy chương trình. Ấn nào À, ấn vào cái nút tam giác màu xanh mà có hình cái bánh răng ở bên trên. tam giác xanh trên trên góc bên phải bên trái rồi. Ở giữa màn hình. Đấy, lên trên chứ. Trên bên trái. Sang bên trái đây. Đấy, có nút play đấy, nút bên cạnh. Nút bên cạnh nữa. Đấy, nút đấy. Sao rồi? Rồi khi chạy chương trình này thì nó sẽ báo. Mà quên. Quái chữ nữa chứ. Rồi nó báo là ở dòng số 9 thiếu dấu chấm phẩy ở trước thằng S, như vậy là nó thiếu dấu chấm phẩy ở phía sau thằng C là bên. Rồi thôi con lấy đi tiết kiệm con. Gì chứ? Một xe. Dấu chấm phẩy. Ừ. Rồi tiết kiệm đừng xe nó hỏng. Chấm phẩy ở cuối dòng ấy. À đây đúng không? Đúng rồi. Mình nhìn Ờ. thấy ngay. Tao không có nút tắt à? Bấm chạy thôi. Rồi, ấn nút chạy chương trình lại lần lần nữa. Rồi. Rồi nó báo là ở dòng số 9 biến S will not declared này, là tức là biến S chưa khai báo. Vậy thì ở dòng số 4 em bổ sung thêm biến S đi. Số 4. Dòng số 4 người này. Ừ. Ở đó Đó, bổ sung thêm biến S vào. Mình đã rồi. khai báo Mẹ thêm. Đó, bổ sung thêm thằng S. rồi. Dòng số 4. Ủa. Giữa các biến cách nhau bởi dấu phẩy nhé. Men Ở dòng số 4 mà. em có cái dòng số 4 mà em không có cái dòng ra ra giống thầy nè. Rồi em nháy chuột vào dòng số 4 mà không? Không, nháy Ờ. chuột vào giữa dòng ấy. Rồi đấy. Em ghi Ờ. dấu phẩy. Thì phải rồi. À, có dấu Vậy phẩy rồi biến S. rồi. Rồi phẩy phát nữa, giữa các biến cách nhau bởi dấu phẩy mà. À, phía bên kia các bạn làm bài tập kế tiếp nhé. Chú Dũng sao đăm chiêu thế, đang tính xem mua con MacBook Pro phiên bản bao nhiêu phải không, thấy đăm chiêu thế này. Ờ. X1, X2, Y1. Rồi chạy chương trình thôi. À chứ nó báo là chữ Ờ, C số T 10. U N T. À nó thừa chữ N, nó không phải chữ cao. Đó là chữ C và chữ A, tức là Là cái dòng số 10. à, bỏ chữ N đi. À, bảo trên N. Rồi. Dạ, ok, chào tiếp. Đâu đây thôi. Nó rơi cái đê lập trình nữa thôi. Rồi đâu nên tự đóng lại. Enter. Bác có làm đóng cái cửa sổ màu đen đấy lại nhé. Đóng. Close nó nhé, chứ không phải thu nhỏ đâu nhé. Em đâu thu nhỏ đâu. Rồi em ấn ở trên màn hình có nút stop màu đỏ, cái chữ X màu đỏ bên trên em stop nó đi. Cạnh đấy. Đó. Cái này đúng không thầy? Đúng rồi. Sao nữa? Rồi bây giờ em vào file, chọn new, chọn MP File file. chấm new. Ở bên trên cùng ấy. Trên cùng. Đấy, vào File đúng file. không thầy? Đúng rồi, chọn new. Chọn MP file. Rồi nó hiện lên cửa sổ. Đặt tên là bài một lúa chấm inp. Không có hiện đó thì nó hiện cái gì nè? Em chia sẻ lại toàn màn hình, như em toàn chia sẻ kiểu cửa sổ này thôi, để nguyên thế nhé, để thầy chạy qua ultra view thì
làm để cho dễ quan sát. Hình như ultra view của Hải Anh tắt rồi à? Cái nào rồi? Rồi, ok. Nó hiện ra cửa sổ như này thì em bấm nút nhiết nhé. Yes. Rồi, nó hiện ra cửa sổ đây. Ở chỗ này mình chọn thẻ Home File. Offline. Đấy, chỗ này em đặt tên là bài một lúa.inp. Nhớ rồi. Dạ đúng như rồi. Đúng rồi. Sale hả? Anh ấy nút server để lưu này. Ok, đúng rồi. Và bây giờ cái bài một lúa thì ta có cái bộ test ở trong đề bài là số 4 và số 245 ở trong đề bài. Sau đó ấn nút Build and Run, em ấn nút Build and Run là cái nút này. Chạy đi luôn. Rồi là mình bấm cái này đúng rồi. Không, ấn dấu X đóng màu chữ X đóng nó lại. Rồi. Bây giờ ta nhấy chuột phải tại đây để add file. Chọn add file dòng thứ ba. Chọn Dòng thứ ba từ trên xuống. này Dòng thứ ba từ trên xuống mà. dòng thứ ba từ trên xuống là F3. Đấy, ok. Đó, tìm cái chiếc bài một lúa chấm ao đó chỗ nào. Đã nhìn thấy Đây, chưa? đây ao này. Rồi, ok, chị nào đấy? Chọn open nó đấy. Đúng rồi. Đúng rồi. Rồi, ấn nút open, chọn ok. Rồi, khi đó bên tay trái của mình trong thẻ AR nó sẽ có thêm cái file bài một đuổi chấm ao này. Thầy ơi, khi mình đặt biến số tên là I1 đi thì nó được tính nghỉ đấy. À, nó không không được dùng đấy, nó chỉ Không dùng là số à? nó là bị dùng mất, hệ thống nó dùng mất rồi nên mình mới đặt tên nó là I11 À. đấy. Sau đó chọn con code block này Lại còn I11 rồi đấy, như vậy nó ra I22 ở đấy. 980 này là ok rồi đúng không? Rồi bây em nhập nó với bộ số khác đi, ví dụ như khi nãy ta có câu hỏi là 3 với 50 chẳng hạn, em thử làm lại. Nhập bộ số khác. Thấy thầy. Ừ. Tại sao cái lỗi của con lần này lại là int main? Chờ tí. Ba rồi, rồi chạy thử xem sao. Ok. Đóng cửa sổ lại. Dễ đúng rồi. Lần sau không hỏi những câu hỏi như thế nữa, cứ thế mà làm thôi. Mạnh dạn Thầy lên, ơi. mạnh dạn lên, Tại sao nó bảo là expected in the hỏi nghe đi, intern sao làm điều lâu thế hả anh? Mạnh in dạn lên. Rồi mở file out ra để xem kết quả. file. File out nó không, máy file out nó ở sẵn trên màn hình đây rồi, nó ở đây ngay đây này, đây file in file out đây, được chưa? Rồi bây giờ để nộp bài thì em copy toàn bộ bài làm. Copy. Chọn chọn nó nhé. Sẽ bôi đen nó đã.
Bôi đen thấy thiếu rồi, em nên cần con thả chuột ra nè. Em ấn tổ hợp phím Ctrl A thì có thể Trong không. OX. Ơ khoan dừng. Hình Dạ. như vừa rồi hơi quá tay xóa mất thằng đóng ngoặc. Rồi Ctrl A lại. Rồi Ctrl C là để copy. Còn nó sẽ chưa rồi. À, thì Ctrl C chưa? Dạ. Hoặc là không thì nháy chuột phải chọn copy vậy. Rồi. Rồi, Có bây vào trình duyệt để chấm bài. Vào trình duyệt cho ta mở tab mới là CIB. Được rồi. Đấy, em đăng nhập tên đầy đủ của em vào tên là gì nhỉ? Hồ Hải Anh. Hải Thầy Anh. ơi, Sao? tại sao mà báo lỗi ở Intman bảo là expected integer before Rồi, chờ thêm 1 giây. Rồi, ấn nút chấm bài đi, Hải Anh. dạ chấm bài. Ừ. Rồi, sau đó mình bôi đen, mình xóa cái code này đi. Xóa. Rồi, paste Ừ code sao vào rồi. đấy. Paste code bài làm vào đấy. Đây, nháy chuột Cô phải. À, nháy chào chuột các phải, cho paste vào bạn. thôi. Rồi, ở chỗ Yes. này, đây là tên bài này, bài một lúa nên ở đây mình Bao có giờ là các bạn làm xong hết chuột bài đấy. ạ? Con không biết ạ. Còn chơi còn thấy quay quay ghế như này cũng nghĩ là chơi Đây là lập trình như này ông ơi. à, bài một lúa Nó chưa kết quả tại vì con vẫn còn đang học. rồi sau đó ấn nút submit ở phía dưới dưới có nút submit chấm bài rồi, ok rồi như vậy thì vừa rồi là anh đã xong ở bài ở trên rồi nhé. Một. Rồi bây giờ xin mời Tuấn Hải chia sẻ màn hình chỗ lỗi vừa gặp là lỗi gì đấy nhỉ? À, nó báo là thiếu dấu chấm phẩy ở trước thằng INT. Cuối dòng số 5 ấy. Cuối dòng 5 đang bị thiếu dấu chấm phẩy. Năm thì là chấm phẩy. Rồi. Điện thoại đâu? Phải không? Để ở chỗ giường kia kìa. Gọi sang cho ông. Dấu phẩy nữa này. Rồi. Đã. Chạy thử xem sao. Vâng ạ. Thế xong rồi. Rồi, ok, xin cảm ơn Tuấn Hải. Như vậy Vâng ạ. thì tới thời điểm ngày hôm nay thì thầy trò mình những bài của Hải Anh đã được rồi nhá, là chấm là nó ra được 10 điểm như thế này là ok. Cái thao tác thầy vừa làm hướng dẫn là để các bạn cùng làm. Như vậy thì tới thời điểm này thì chúng ta đang làm quen với cái ngôn ngữ lập trình C cộng cộng và ta bắt đầu viết chương trình. Làm quen. viết được các cái chương trình làm và nộp bài có các cái bạn đã làm bài trên hệ thống thì khi nộp lên thì cái hệ thống nó sẽ lưu điểm ở trên này. Vài hôm thì thầy sẽ clear lại cái danh sách để các bạn làm cái tập bài mới. Thì các em hãy cố gắng đấy, Hải hôm nay thấy Hải Anh đã nộp bài đây nó xác nhận ghi điểm luôn. Muốn biết lên được liệt lịch sử chấm các em click chuột vào đây thì các em xem được nó chấm có khớp đáp án hay không nhé. Đấy, có khớp Thấy đáp rồi, cái bài năm nộp là để tên là bài một đúng không thấy? án. Về mới vào mới mới để ý chị Hân vẫn hy sinh ở bài số 2. Được rồi, để thầy xem bài 2 của chị Hân thế nào, sao chị hy sinh lên hy sinh xuống thế này. Rồi cả tuổi thế sao. Em chịu Rồi xin mời Hân chia sẻ lại màn hình nhé, chứ thầy tìm trong máy nó hơi lâu.
Ở cái buổi học thì hôm trước thì có bạn báo là buổi tối thứ hai đang bị bận, thì các em có thể học vào được buổi tối thứ mấy nữa nhỉ? Bởi vì để cái lịch của thầy thì Mẹ ơi, con sao? học được buổi tối thứ mấy đến với buổi tối thứ mấy mà? Hai thứ sáu con được học được á. Thầy ơi, Đây con học 246 được nhá thầy. 246 à? Ừ, đây Dạ, để thầy cho học 2 buổi, cho thầy 26 và 24 là được rồi thầy ơi. vâng, thì thứ hai thứ tư hoặc thứ hai thứ sáu à? Vâng, Em thì về tức là đi. một tuần trong cái đợt này thì mình chỉ học tối đa là 2 buổi thôi, còn đến đợt trong năm học thì các con theo học thì học 1 buổi đấy, để dành thời À gian đúng rồi thầy. à, Nhưng bây giờ thầy biết sao không? Thầy dạy khoảng tầm 2 tiếng thôi thầy, thực quất phát 3 tiếng nó ngồi đơ người luôn thầy. à vâng, hôm nay buổi một đâm ra thầy trò cũng hơi nhiều việc một chút ạ. Rồi như vậy thì buổi học kế tiếp hay là được rồi, thế thì buổi học kế tiếp nữa ta sẽ là buổi thứ sáu nhé. Sau đó tuần tới thì thầy trò mình sẽ xếp lại lịch cho nó phù hợp hơn. Đã quên, để từ từ để buổi xem tối thứ sáu thì buổi tối thứ sáu ca đấy. Thầy đừng đi hỏi anh học đến cùng nha thầy. Ừ. Vâng, nhất trí ạ. Khoan, buổi tối thứ Cảm ơn sáu thầy. thì thầy đang bị bận mất rồi. Thì còn Mẹ kêu con rất thích chơi game nên học lập trình. được rồi, thế thì ta chắc phải hẹn sang tuần thôi, bởi vì tuần này thì thầy lại các cái buổi này thì thầy lại hơi kín ấy. Vậy thì ta sẽ sang thôi. Tóm lại tuần tuần sau ta sẽ học tối thứ hai hoặc tối thứ ba nhé, có gì thầy sẽ báo trong nhóm. Còn bài tập từ giờ đến hôm đấy thầy tiếp tục thầy gửi. Rồi bây giờ ta thầy cho mình cùng sang cứu chị Hân nào. Chị Hân đang gặp một bài là nhập SP kiểu float, bài 2 nhập ABC kiểu nguyên, tính P thì bằng A cộng B cộng C, đúng rồi, S thì bằng A. À, cái dòng số 4 em khai báo tất cả sang float xem sao. Ôi, sao không thay mỗi chữ float ban đầu là được mà. Thì em thử nộp lại ạ. Và à, chạy thử xem ra kết quả chưa, thấy những đầu gì. P chữ C đúng rồi. À, hình như là dữ liệu nó nằm trên cùng một dòng hay hai dòng ở bài cuối này. À, dữ liệu nó hai dòng, chu vi ra trước, diện tích tính sau. Kết quả là chính xác. À, thầy biết rồi, của em nó thiếu chữ fit. Hát ạ. Dạ. Nó thiếu chữ fit ở đầu. Chữ fit set precision em phải đưa ra đường đầu chứ. À vâng. Fit set precision này, sau đó mới đến thằng P này, sau đó mới đến endline. Chữ fit nó đứng trước nhé. Vâng. Thế mà làm con bé cho chấm gần 100 lần trên server, sắp sập server của thầy rồi. Em được rồi ạ. Chữ fit kéo ra đứng trước nhé, trước chữ set precision. Được rồi, ok này. Rồi ạ. Rồi, ok, cảm ơn anh. Rồi như vậy thì hôm nay thầy trò mình cũng sẽ nghỉ ở đây nhé. Hôm nay buổi học của thầy trò mình hơi lâu tí, làm các bạn cũng khá mệt mỏi. À, như vậy thì qua cái buổi học ngày hôm nay thì các bạn cũng đang làm quen với cách viết một cái chương trình và cách làm quen với cái hệ thống chấm bài tự động. À, từ giờ cho đến buổi học kế tiếp thầy tiếp tục gửi bài qua cái nhóm ở Zalo, các em làm và nộp bài lên hệ thống nhé. Những lúc nào mà server không chạy thì mà các bạn vào trang CIP folder mà nó không chạy ấy, thì nhớ nhắn qua Zalo để thầy bật máy chủ lên nhé. Vâng Thì ạ. ừ. Rồi thầy xin cảm ơn Tuấn Hải, cảm ơn với cô Huấn, bạn Gia Hân, Hải Anh, bạn Đăng và bạn Dũng đã học đến tận giờ này, rồi đã 10:21 rồi. Hôm sau ta sẽ cố gắng học trong vòng 2 tiếng để cho các em có được một cái giờ học hiệu quả và dành thời gian học đều các môn khác nữa. Đừng giữ nốt bài năm. Ừ, thầy cảm ơn các em nhé. Thầy chào các bạn. Bye Em chào thầy ạ. bye. Thầy xin chào các em.
Dẻo rồi. Trời ơi. Tại sao bài 1 của con chỉ 1 điểm? À, 10 điểm rồi mà. Không thầy ơi, thầy nhìn bài 1 của con đi, tại sao lại nhận nó 1 điểm thôi ạ? À? Cô này á. Cái bài 1 kia, bài 1 kia đó chính là cái câu 5 đúng không? Vâng ạ. Tuấn Hải chia sẻ lại cái màn hình nào xem nó bị lỗi gì mà sao bị 1 điểm, khả năng ăn ở thế nào? The share screen. Yeah, sure. Share. Yeah, yeah. Thứ tự nhập ở dòng số 11 đang bị sai. Em phải C in X1, Y1, X2, Y2. X1, Y1, Y11. Đúng rồi, sau đó đến X2. X2, Y2. Đúng rồi. Copy này, bây giờ mình vào cái này. Hãy anh cố gắng làm từ bài 1 cho đến bài hết bài 1 bên thứ 3 nhé. Đang chấm. Dạ. Cố gắng lên. Rồi, xin mời Đăng chia sẻ màn hình luôn. Trên nộp mà lâu quá. What the thing? Cái thằng Y1 em sửa nó thành Y11 đi. Oh my god. No way. Y11 chứ. Bởi vì cái biến Y1 hệ thống nó đang dùng ở đây. Thầy lại có 10 điểm thì sẽ con phải top 1 không đi thầy. Đã lên top 1 server chưa? Thầy. Đã lên top 1 server chưa thầy? Từ từ để đang loát lại bảng ranh. Chưa, anh đang vẫn đang nằm.